Lúc nào mình cũng nhìn lại cái hoàn cảnh. Có nhiều khi mình nói mình khổ, nhưng mình nhìn người khác, người ta khổ hơn mình, cái tự nhiên mình đỡ lắm. Mình nói mình bệnh, nhưng mà người khác còn bệnh hơn mình. Mình bệnh mà mình còn ăn được. Có nhiều người ta bệnh, ta ăn không được. Có nhiều người ta bệnh mà ta đi không được, ta nói không được. Còn mình còn ăn, còn nói được. Cho nên, rồi bây giờ mình hồi xưa mình nói dữ lắm, bây giờ mình nói hết nổi. Nói hết nổi có nghĩa là nói vẫn được, nhưng mà nói nhiều cũng được, thôi nói ít. Mà nói ít vậy cái khỏi mắc công luyện tập tịnh khẩu. Tự nhiên cái khẩu mình nó tự nó tịnh. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong cuộc đời thì chúng ta có cái quán chiếu. Có cái quán chiếu như vậy để chúng ta sống sâu sắc hơn, sống hài hòa hơn, sống mà chúng ta biết trải lòng hơn với tất cả mọi người. Và cái chúng ta thường gọi là cái chữ sống đơn giản. Đơn giản là gì? Đơn giản có nghĩa là đơn thuần và giản dị. Đơn thuần là sao? Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái bình hoa người ta cắm hôm nay như vậy, thì mình cứ nhận diện đơn thuần thôi. Ờ, bình hoa này đẹp. Không cần phải lấy những cái đẹp của tuần trước hay là tháng nào đó ra để mà so sánh. Tại vì cái tháng trước nó đẹp của cái kỳ trước, nó đẹp của cái kỳ trước, kỳ này nó đẹp của cái kỳ này. Mình cứ nhận diện đơn thuần và đơn giản hay tự nhiên sao, mình cũng đỡ phiền não. Mà cái người người ta cắm ra bình hoa, người ta cũng đỡ phiền não với mình. Không làm mà thích chê, phải không? Thành thử ra chính cái không làm mà thích chê của mình, cái nó làm ra mình mất đơn giản. Mà cuộc sống lẽ ra rất đơn giản. Lý ra là không có bình hoa nữa đó, nhưng mà có hưởng đi còn chê khen. Là mình tập đơn giản như vậy, nó cũng đỡ cái phiền lụy cho mình. Và chúng ta thường nói là sống đơn giản. Cái chữ đơn giản đó tiếng Hán cũng dùng như vậy, và tiếng Việt cũng dùng như vậy. Đơn thuần và giản dị. Thì bây giờ vì cuộc sống này á, quý vị thấy không? Tại sao mình quá nhiều những cái nhân họa, chưa nói thiên tai? Tại vì chúng ta nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta nhiều cái nhu cầu. Mà nhu cầu nhiều chừng nào á, thì cái nhân họa, cái thiên tai nó nhiều chừng nãy. Chẳng hạn như bây giờ mình cái nhu cầu là mỗi ngày phải bao nhiêu ký thịt heo, thịt bò. Cho nên người ta phải nuôi con heo trong vòng 3 tháng. Hay là bây giờ cái nhu cầu mình cần rau cải nhiều để mà mình cho thế giới, cho con người, thì người ta phải bắt buộc người ta phải xịt thuốc. Có những cái thuốc mà người ta trồng cái gieo cái hạt xà lách xuống, không bao chỉ trong 1 ngày 2 ngày cái xà lách nó có thể nó lớn lên. Ví dụ vậy. Rồi bây giờ muốn bảo quản những cái chất đó cho nó tốt, người ta phải xịt thuốc lên và giữ cho nó có thể 6 tháng 1 năm. Ở ngoài nhìn rất tươi nhưng mà ở trong đen thùi. Thành thử ra tại sao nếu mà chúng ta mỗi đời sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta tập đơn giản hóa vài việc thì tự nhiên cái cuộc sống mình nó cũng nhẹ nhàng, và chúng ta cũng làm cho cái người xung quanh mình cũng nhẹ nhàng. Và cái tai họa của cái sự gây gổ, trách móc, phiền giận, khổ lụy với nhau nó cũng giảm đi. Mình nói một cái đơn giản nhất trong cuộc sống của mình đó, là ăn với mặc. Mà nếu mình tập ăn đơn giản, mình tập mặc đơn giản đỡ không? Đỡ lắm. Thí dụ bây giờ mình ăn đơn giản thì người Mỹ á, họ có đưa ra những cái công thức ăn đơn giản. Chẳng hạn như buổi sáng họ ăn sáng, ăn cũng đơn giản lắm, một gói oatmeal hay là một miếng bagel mà rất là healthy, rất là bổ dưỡng. Còn ăn cái kiểu của mình á, thì cũng bổ vậy, nhưng mà cái bổ của sự bệnh hoạn. Mà mình hình như á, cái cách của mình ăn không có bữa nào là không có chánh đó. Sáng có thể mình làm dĩa cơm rồi đó. Dĩa cơm tắm sườn bì chả. Hay là mình làm một tô phở, một tô hủ tiếu gì đó, chưa xong đâu, mình còn xài qua cái sàn bánh này, cái bánh kia. Người Mỹ họ ăn buổi sáng một chén oatmeal đơn giản nhưng mà rất bổ dưỡng. Họ ăn một cái bagel mà có thể đủ cho cả buổi trưa. Rồi họ đi làm thì một gói salad đó, cà rốt, celery, đơn giản thôi. Buổi chiều họ ăn miếng. Nhưng mà bù lại họ cũng có những cái không đơn giản khác. Chẳng hạn như ăn ngọt. Người Mỹ là ăn ngọt khiếp lắm. Thí dụ vậy.
Chứ mình tập, mình sống, mình ăn uống đơn giản thì tự nhiên mình làm cho cái người nấu nướng trong gia đình của mình cũng khỏe theo. Đại chúng thấy là mình có cái phước, đời trước mình cũng có tạo phước, cho nên đời này mình mới đang hưởng phước nè, phải không? Nhưng mà khi mình hưởng phước, mình đừng có hưởng hết, mình phải biết để dành một phần để mình cúng dường, mình hiến tặng. Để làm gì? Để chúng ta tích phước. Chúng ta là những người đang tu bòn, tu mót. Một vị hòa thượng ngài dùng cái từ như vậy đó. Ngài nói mình là những người, thí dụ như hàng ngày á, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình bố thí, mình làm lành là đúng rồi, mình tạo phước rồi, nhưng mà chưa đủ. Cái cuộc sống của chúng ta bây giờ là phải tu bòn, tu mót. Tại có nhiều khi một ngày chúng ta không có cơ hội làm thiện. Cho nên mà nếu chúng ta tập đơn giản được cái cách sống của mình đó, tức là chúng ta đang bòn mót cái phước. Đừng có phung phí quá, đừng có đầy đọa người ta quá. Thí dụ như bây giờ người ta nấu ăn cho mình, và bây giờ thí dụ như lỡ mà người ta thiếu một miếng ngò, miếng tiêu, đừng có cầu kỳ chi mấy cái chuyện đó. Đừng có phiền lụy chi cái chuyện đó. Đừng có giằng co, đừng có mắc mỏ chi cái chuyện đó. Thì tự nhiên cái phước, có phước là ăn cái tô phở hay là tô bánh canh hay cái gì đó, nhưng mà thiếu một chút, đừng có vì một chút đó mà rồi nói những cái lời không dễ thương với cái người kia, thì mình tổn cái phước. Cho nên mình thấy cái phước của mình á, thí dụ như bây giờ mình ăn một tô súp, ăn một tô bánh canh, tô bún gì đó. Mình ăn bún, đâu có ai nói ăn rau đâu. Thì bây giờ lỡ mà ăn bún mà thiếu miếng giá, không sao. Hay là nói ăn bún riêu là phải có bắp chuối mới ngon. Ở đây bắp chuối mắc gần chết, ăn gì nổi. Hay là mùa đông làm gì có bắp chuối mà ăn. Thôi ăn đỡ bắp cải đi. Bào bắp cải ăn cũng được. Không, bắp nào cũng bắp. Bắp chuối cũng được, bắp cải cũng được. Nhưng mà mình không có ăn bắp cải, mình ăn bắp cải nồi, thành thử ra nó là cự nguyên nồi không à, chứ không có cự nguyên chén. Là mình đơn giản như vậy, cái tự nhiên cái người nấu nướng cho mình, người ta cũng nhẹ nhàng trong cái chuyện đó. Người ta không, người ta lẽ ra người ta cũng có cái công việc của người ta, nhưng mà vì cái khó khăn ăn uống của mình, cái làm cho người ta cả ngày người ta cứ phải lo lắng, không biết sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn cái gì. Cho nên mình tập ăn đơn giản. Tuần rồi thầy viện chủ ở trên tu viện Trúc Lâm á, thầy có giảng một cái bài Phật pháp. Thì trong cái bài giảng của thầy, thầy nói hai chữ giải thoát. Thì thầy mới nói có nhiều khi cái người ta đang sống trong cái cảnh rất là thảnh thơi, đáng lý ra người ta được thảnh thơi đó, nhưng mà tự nhiên người ta bị ràng buộc, là tại vì người ta bị kẹt những cái việc như vậy. Chẳng hạn như vấn đề ăn uống, không, lẽ ra là mình là một người có cái tự tại, có cái an vui trong sự ăn uống, nhưng mà mình khổ lụy. Nói ví dụ như trường hợp của thầy á, là thầy thích ăn cháo. Buổi sáng là thầy ăn cháo, là tại vì thầy gốc người Hoa, cho nên sáng là sực chút chè muối, quen rồi. Rồi bây giờ vô chùa cũng ăn cháo luôn, cho nên từ hồi ở nhà thầy cũng ăn cháo, mà vô chùa cũng ăn cháo, ăn mấy chục năm qua tới bên này. Thì cái thời gian thầy đi làm việc ở trên nhà dưỡng lão, thì thầy không có muốn làm phiền mấy quý cô ở dưới nhà bếp nấu ăn. Một ngày á, mà người ta nấu cho gần 200 người ăn, một ngày ăn 3 cử. Mà ở trên nhà dưỡng lão là ăn một ngày 6 lần. Ăn 3 bữa ăn chính, tức là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, cộng thêm 3 buổi ăn phụ, 3 cái snack, tức là juice và bánh ngọt. Thì rồi người ta phải nấu thêm cái phần của những người ăn chay, thì trong đó có thầy. Thì thầy mới thấy rằng cực quá, sáng nào cũng người ta vì thầy mà người ta nấu một cái chén cháo. Thì thầy bắt đầu thầy tập ăn oatmeal, tức là ăn lúa mạch. Thì thầy ăn riết thời gian, thầy thấy quen mà ngon mà bổ dưỡng. Thầy giờ thầy khỏe, thầy đi mua oatmeal cái bịch nhỏ nhỏ nhỏ, một hộp mấy chục bịch vậy đó. Sáng cái thầy chế ra, thầy cho nước vô, thầy microwave hay là thầy bắt lửa lên, thầy nấu mấy phút là thầy có một chén cháo, cháo tây thầy ăn, khỏi phiền ai hết. Rồi lâu lâu cái thầy thích ăn trái olive kho, mới đi lên superstore mua cái hộp olive về đó, rửa sạch sẽ cái kho tiêu, để cả hũ cho thầy, khỏe ru và rù. Thì thầy mới kể, thầy nói trường hợp đó cũng là một trong những cái ví dụ của vấn đề giải thoát.
Thấy không? Giải thoát là gì? Giải có nghĩa là mình mở ra, mở những cái gút mắt để chúng ta thoát ly được những cái khổ. Mà nếu chúng ta cứ cột, chúng ta không, tôi là phải cháo thôi, không cháo tôi chịu không nổi. Ví dụ vậy, đó là mình bị, lẽ ra con người mình phải giải thoát mà rốt cuộc vì những chén cháo của nó cột mình. Ví dụ vậy đó. Hay là sáng ra tôi phải ăn kiểu Tây cơ, tức là phải có một dĩa, rồi có toast là bánh mì nướng ha, rồi ăn bơ Pháp ha, rồi trét mứt Mỹ ha. Thí dụ vậy, khổ. Cho nên tập ăn đơn giản. Thì mình cái đơn giản để làm gì? Thật sự ra cho nó nhẹ nhàng. Ở bên đạo Hòa Hảo có Đức Phật Thầy, hình như là Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An có làm cái bài kệ 10 điều nhắc nhở mình. Thì trong đó Hòa nhớ, có Hòa học cái bài đó hồi nhỏ vậy. Trong đó Ngài có dặn một cái lời là tập ăn đơn giản, cỏ cây rau quả cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng kiên nhẫn, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn máu thịt cơm chan máu hồng gì đó. Mấy cái bài đó Hòa học hồi nhỏ vậy đó, mà nó cứ lẩn quẩn ở trong cái đầu mình những cái câu như vậy. Ví dụ như là mình sống với nhau, mình phải đối đãi với nhau thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Những cái câu nhắc nhở như vậy. Tức là mình bây giờ cái đơn giản, là một trong những cái đơn giản thường ngày đó là gì? Đó là vấn đề ăn uống. Rồi bên cạnh cái ăn uống là gì? Hễ ăn á, thường thường ta nói ăn thì phải mặc. Ăn mặc cũng tập làm sao? Ăn mặc đơn giản. Đơn giản á, không có nghĩa là mình bỏ lên rừng mình ở, mình vẫn phải dùng những cái gì mình cần thiết. Nhưng mà có đôi lúc mình phải du di, tức là mình phải nhẹ nhàng, đừng có bị những cái đó nó làm khổ mình. Cái mặt cũng vậy. Cái mặt cũng là một trong những cái mà nó làm mình khổ. Chẳng hạn như là mình mặc áo này phải đi với cái khăn kia, đi với cái nón nọ, thậm chí mình sắm đồng hồ một lô để nó đi theo những cái bộ áo quần của mình. Thấy không? Mà không có là mình khó chịu. Chẳng hạn như là ví dụ thôi, mình thích cái màu đỏ, mà bây giờ thậm chí cái máy laptop mình xài cũng màu đỏ, cho nên mình đi hết tiệm này, mình đi tới tiệm kia, rồi mình thậm chí mình mua vé máy bay, mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới, rồi mình vào trong những cái tiệm ăn, tiệm bán đó, mình tìm cho được cái laptop nhất định phải là màu đỏ, ví dụ vậy, để nó mình gọi là mình, cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà mình thấy rõ ràng là có phần bị ràng buộc. Cho mình ăn mặc đơn giản, mua sắm cũng đơn giản. Cái gì mình cần, thí dụ bây giờ mình nói là bữa nay mình cần đi vô trong chợ, mình mua cải đó về để nấu ăn. Nhưng mà bây giờ á, mình có tới cả ngàn, cả triệu món ăn lận. Lỡ bây giờ cái đó mà nó không có, thôi đổi plan, đổi chương trình, ăn món khác, không sao hết á. Không có gì trở ngại hết á. Và nghĩa là mua không có, mà từ sáng tới chiều nghe mình tụng cái bài đó hoài, bực ghê vậy đó. Chuẩn bị món này mà không được, đó là rốt cuộc á, bực cũng phải ăn những món khác, mà bực chi cho nó khổ vậy. Thì quý vị thấy mới đây nè, Pháp Hòa đọc một cái bài báo, là có cái ông này á, ổng sống ở cái tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Ổng mới lên trên mạng á, trên là website đó, ổng coi người ta quảng cáo bán đồ cũ, thì trong đó ông mới mua được một cái bàn cũ của một bà với cái giá là 150 đô. Thì khi mua cái bàn này về á, to quá không đưa vô phòng được, thì ông mới tháo cái bàn ra để cho nó nhỏ lại từng bộ phận rồi ông mang vô phòng cho dễ. Thì trong khi mà tháo cái bàn ra đó, thì ông mới tìm được ở trong cái bàn đó có một cái túi ni lông. Thì ông mới mở ra, thì trong đó có 98.000 đô. Thì ông mới nói rằng cái bịch tiền này á, là của cái người chủ bán cái bàn này, ông không thể lấy. Và ông muốn dạy con của ông,
Cái gì của mình mới nhận, không phải của mình thì không nên tham. Cho nên ông mới gọi điện thoại cho cái bà bán cái bàn đó, nói rằng bà có bị lạc một cái túi tiền không, trong đó có 98 ngàn. Thì cái bà này bà mới kể rằng khi mà ba mẹ bà mất mới chia gia tài thì bà có được cái phần tiền đó. Và bà đã mua cái bàn đó rồi, trong khi ráp cái bàn đó bà không biết cất tiền ở đâu, bà mới lấy cái bịch tiền bà cất trong cái tủ đó, nhưng mà cất xong quên. Lâu nay bà đi tìm cái bịch tiền đó mà không biết ở đâu mà tìm. Nhưng mà bà chắc một điều là bịch tiền này vẫn còn lẩn quẩn trong nhà của bà, nhưng mà không biết ở đâu thôi. Thì không ngờ cái bịch tiền nó lại nằm trong cái chiếc bàn cũ đó. Thì cái ông này á, ổng mới hẹn là ổng đem cái tiền đó là ổng trả cho bà. Thì quý vị biết á, là cái người chủ đó đó đã đền ơn cái người đàn ông này bằng cách á, là lấy 150 đô để vào trong cái bao thơ gửi trả lại, coi như là tặng ông cái chiếc bàn đó. Và ông đã trả lại cho bà cái bịch tiền 98 ngàn. Cái chuyện đó nó mới xảy ra bên Mỹ thôi, ở bên tiểu bang Hoa Kỳ, Connecticut. Thì mình mới thấy á, tại sao ông không có tham cái bịch tiền đó. Tại vì ông nghĩ rằng á, một là ông muốn dạy con ông và cả gia đình của ông về cái cách sống không có tham lam. Và cái thứ hai rằng á, nếu như ông biết cái bịch tiền này rõ ràng, ông biết cái người chủ mà ông không trả lại, thì Pháp Hòa nghĩ rằng cả cuộc đời của ông chi dùng cái bịch tiền đó chắc ông cũng không có thoải mái đâu. Tại vì trong lòng lúc nào nó cũng, người ta mất tiền người ta đau khổ lắm, phải không? Và mình hưởng 98 ngàn đó có ngày nó hết, nhưng mà cái dằn vặt ở trong cái tâm hồn của mình chắc nó không thoát. Nhiều khi nó khổ lụy còn hơn cái giá trị của 98 ngàn. Thì qua cái câu chuyện đó thì để chúng ta thấy rằng á, nếu chúng ta muốn hướng dẫn những người xung quanh của mình thì trước hết á, mình làm cái gương. Chẳng hạn như bây giờ mình biểu con mình đừng có giận, mà tối ngày mình cứ sân, mình la hét đủ thứ hết, nó thấy rằng cái điều mà mình khuyên nó không có hợp lý. Hay là mình biểu con mình nó không có tham, mà rồi thí dụ khui ra mà gặp bịch tiền nó, đừng nói nghe không, đừng nói với ai nghe không, con coi như không thấy nghe không. Mình thôi, nhưng mà trong lòng nó mình đã vô tình, không, mình dạy con mình một cách à, rồi mai mốt á, lỡ nó vô phòng mình mà nó lượm được cái bịch tiền, nó dặn em nó đừng nói không. Giống như hồi nhỏ đó mỗi lần mà người lớn không muốn mình làm cái gì á thì nói làm sao biết không, ông kẹ với ông thôi, mà mình lấy cái gì của nó hỏi mình, cái mình nói con chuột lấy rồi, con chuột tha rồi. Cái bữa nào mà nó lấy cái đó của mình nó xài, cái mình hỏi con có thấy không, nó dạ con chuột tha rồi. Quý vị thấy á, thì cũng giống như là ở trong cái cộng đồng của mình á, nhiều khi á mình rầy con rầy cháu của mình á, không, mình dùng cái từ là con lì dữ lắm. Thì nó hiểu cái chữ lì đơn giản là sao, nói không nghe kêu lì, chứ nó đâu có biết là cái chữ đó là không được dùng với người lớn. Thì cái bữa nọ nó, ba nó đi đón nó mà trễ hoài, ngày nào ông đi đón cũng trễ, cái lên xe nói sao ba ngày nào ông đi đón con trễ hết trơn vậy, con nói hoài con ra giờ đó mà sao ba lì quá vậy, ba nghe. Quý vị thấy không, thì mình không thể trách nó được, là tại vì cái từ đó là mình dùng đối với nó, nhưng mà mình, nó không có hiểu được, cái hiểu biết của nó không hiểu được cái tiếng lì đó là không phải để cho nó dùng cho người lớn. Mình là người lớn, mình có quyền dùng cái tiếng lì đó. Ví dụ vậy. Cho nên rất là nhiều cái cô nọ mắng đứa con gái của mình là con quỷ cái, thì nó chỉ hiểu là mỗi khi mình làm hư cái gì, mình hư cái gì là má mình mắng mình là con quỷ cái. Bữa đó bà làm rớt cái gì mà lộp độp hoài, nói sao má làm ồn quá vậy con quỷ cái. Thử ra mình mới thấy là chính nó cũng đâu có hiểu con quỷ cái là cái gì, nó chỉ lặp lại thôi.
Thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình tập dùng những cái từ ngữ đơn giản khi mình rầy với nhau thì nó cũng làm cho cái người khác dễ chịu. Mình có quyền rầy, nhưng nếu cái từ ngữ chúng ta dùng mà nó quá cầu kỳ mắc mỏ để cho nó thỏa mãn cái giận của mình trong lúc đó đó, thì có ngày cái đó nó cũng sẽ trở lại với mình. Tại vì người ta kêu là thủy mà nó rớt, nước mà nó rớt từng giọt đó, nó không có sai. Giọt nước trước rớt làm sao thì giọt nước sau nó cũng rớt y như vậy. Điểm điểm tích tích bất sai di, tức là giọt giọt nó rơi xuống không thể nào nó xây lệch được. Cho mình tập mình sống, mình ăn uống đơn giản, và mình tập mình ăn mặc đơn giản, và thậm chí mình mua sắm mình nói năng đơn giản. Cái gì mình cần thì mình mua, cái gì mình cần mình không sắm. Thì Pháp Hòa có tiếng Mỹ nó hay dùng cái từ là free stuff doesn't mean it's free. Tức là có những cái nó cho không, nhưng mà đừng có nghĩa, nó có nghĩa là nó không có cái gì mà nó miễn phí hết. Họ cho mình một cách miễn phí, nhưng mình đem về nhà mình á, là mình bắt đầu sao? Chật cái nhà của mình. Cái gì người ta miễn phí, nhưng mà đừng có lấy quá lố cái mình cần, thì tự nhiên nhà mình nó chật. Mà mình thấy ngộ lắm. Cái nhà hồi xưa có một chút xíu, tới lua rồi đồ đạc nó cũng nhiêu nó đủ. Mà bây giờ cái nhà của mình nó rộng gấp đôi cái nhà cũ, tự nhiên hồi nó cũng chật. Rồi mình đem, bữa nào mình chật quá, các đầu mình dọn dẹp, mình dục, mình quăng, dục, quăng, liện, bỏ, vất, đủ thứ chữ mình dùng hết. Bắt đầu đi tới đi lui, cái chỗ đó nó trống cho mình khiêng dẹn cái cây. À, chỗ này trống cho mình để cái hũ, để riết cái tự nhiên mình dời cái khác, cái bắt đầu rước cái khác về. Đó là cái kiểu của mình, chứ ít khi nào mình thích nó trống. À, thế mình thấy nhà mình có cái tường trống thì mình kiếm bức tranh vậy mình treo. Vậy mà tranh mà treo chỗ này rồi là phải chỗ kia phải có để cho nó đối. Thật ra rốt cuộc rồi là mình bắt đầu chật. Cho mình mua sắm đơn giản. Thậm chí là mình bệnh hoạn á, mà mình cũng nên chữa trị đơn giản trước. Không phải chuyện gì rồi cũng uống thuốc. Uống thuốc riết không là không tốt. Tại vì mình tập cho cái cơ thể mình nó làm quen với thuốc, mà lâu ngày nó lờn thuốc. Mình có rất nhiều những cái công thức trị bệnh bằng những cái cây cỏ. Giống như ngày hôm qua có một cô Phật tử nó đi bác sĩ nó thiếu máu. Thì bác sĩ đề nghị là vô máu, nhưng mà thật sự không cần. Tại vì mình thiếu máu thì mình chỉ cần mình ăn uống trở lại là được. Trừ khi nào mình đi giải phẫu, mình mất máu quá nhiều trong lúc giải phẫu, cần tiếp máu để đủ sức cho mình trải qua cái cơn phẫu thuật đó, là nó trường hợp nó khác. Còn cái chuyện mình đi khám bệnh mà bác sĩ nói mình thiếu máu thì chỉ cần ăn uống là có thể được. Cũng giống như hôm qua bà bác sĩ đến chùa, bà ngồi bà nói chuyện. Thì bà mới nói là người ta thường dùng cái từ là an apple a day keep doctor away, tức là mỗi ngày mình ăn một trái táo thì mình sẽ xa bác sĩ, tức là mình không bao giờ mình bệnh. Thì bà cũng giải thích, bà nói là tuy nói vậy nhưng mà mình phải biết cách ăn. Bởi vì cái trái táo bây giờ người ta cho thuốc rất là nhiều. Cho nên khi mình ăn á là mình nên gọt cái vỏ đi. Mặc dù ngày xưa nói rằng tất cả những cái chất bổ dưỡng nằm trong cái vỏ, nhưng mà bây giờ cái vỏ đó, nó không còn nguyên chất như ngày xưa nữa. Thì bây giờ mình ăn mình nên gọt bỏ cái vỏ đó để mình ăn cái trái táo thì nó make sense hơn. Chứ không phải mình nghe vậy rồi mình cứ ăn là không nên. Cho nên cuộc đời của mình đó, nó đơn giản thì thật đó, nhưng mà mình phải biết uyển chuyển tùy lúc. Nói như vậy thì Pháp Hòa mới nhớ có cái ông đó. Ông tới nhà cái ông thợ rèn chơi. Thì ông thấy ông thợ rèn từ một cái miếng thiết sắt vậy đó, ông luyện sao, ông đập sao, ông hồi cái tự nhiên ra cái dao rất là bén. Cái thì ông cây này mới để cái dao ra, cái ông này ông nói chu cha bác giỏi quá đi. Một cái miếng thép đơn giản bác luyện hồi thành ra cái dao. Cái ông lấy cái tay ông rờ vô cái dao, cái ông phỏng. Ông phỏng tay bị cái dao mới vừa rút từ ở trong cái lò ra mà.
Thì cái ông thợ rèn ông mới lấy nước á, ông búng lên trên cây dao. Ông mới nói nè, đừng có đụng vào cái dao mà một cách sơ ý như vậy. Muốn biết cây dao nó nguội hay nó còn nóng á, phải lấy nước á, búng lên cây dao, nó làm cái xèo lên á, thì biết là dao này còn nóng. Đến khi nào đổ nước lên mà thấy không có gì hết thì gọi là dao nguội rồi, chừng đó mới cầm lên thử được. Xong rồi cái ổng nghe vậy, ổng học, nói trời ơi bữa nay tôi học được bài học quá hay. Ổng đi về cái ổng đói bụng quá, cái vợ múc hai tô cháo, ổng tô, thằng con tô. Cái thằng con mới nói ba ơi ba cháo nóng mà sao ăn. Nó không sao con, ba mới học cách thử nóng. Ổng mới lấy cái chén nước ổng búng vô trong cái tô cháo, búng ba lần mà cháo vẫn bốc khói. Bị ổng thấy ông kia búng ba hột, thì ổng búng ba hột cái thì cháo vẫn bốc khói lên. Cái thằng con nó mới nói ba ơi ba cháo còn nóng mà ba, ông nó đừng có cãi, tao cha mày tao biết hơn mày. Ăn đi, tao thử rồi đó, có nóng đâu. Thì thằng nhỏ nó cũng chưa dám ăn, nhưng mà ổng ăn trước. Ổng mới vừa bưng tô cháo làm cái rột cái ổng quảng la lên phỏng lưỡi. Bà vợ ra hỏi chuyện gì vậy, nó trời tôi thử rồi mà sao nó không nguội. Thì cái kết luận cái câu chuyện, người ta mới nói ở đời mình học kinh nghiệm, lúc nào mình học kinh nghiệm cũng là một cái điều tốt, nhưng mà mình phải dụng những cái ứng dụng đó một cách linh động và biết vấn đề nào để mình thử. Thì có cái anh chàng đó, ảnh cũng khờ, ảnh dại lắm, cho nên vợ mới nói tôi rầu ông quá, thôi bây giờ chắc tôi phải gửi ông đi học khôn. Thì ông khờ quá chịu nói. Bà vợ mới nói thôi bây giờ tôi cho ông là đi ông học khôn đi. Ông đi ra đường lơ mơ, cái ông gặp cái ông sai á, nói bác ơi bác có phải là người dạy khôn không? Cái ông xỉn quá mà ông biết gì đâu, ông nói ta đây chứ ai. Tức là tự xưng nó tôi là người dạy khôn đi chứ ai. Bác ơi bác có phải là người dạy khôn, nó ta đây chứ ai. Ra nói xong rồi thì cái ông học khôn á mà. Ông nói ủa bộ muốn khôn á là phải lắc lắc vậy đó hả? Cái ổng mới cầm cái chai, ổng giật cái chai rượu trên tay cái ông kia, ổng uống vô cái ổng xỉn xỉn, ổng lắc lắc về cái ông xỉn, ổng mới nói anh hùng có sợ chi ai. Tới hồi mà ông này ổng cầm cái chai rượu ổng uống vô rồi á, thì cái ông nhậu đó ổng mới nói làm vậy mới là phải, học được ba câu. Ồ thì ra là học khôn là học ta đây chứ ai, anh hùng có sợ chi ai, làm vậy mới là phải. Mới vừa dứt đi đâu được chừng đoạn, cái tên ăn cướp nó giật đồ người ta, nó chạy cái nó đụng ổng cái rầm, nó trốn mất tiêu. Cảnh sát chạy tới đâu có thấy ai, thấy cái anh này thọc cổ nói mày có phải là tên ăn trộm không, nói ta đây chứ ai. Nói trời đất ơi ngon quá ha, ăn trộm người ta, ăn cướp của người ta mà còn khoe khoang nữa ha. Nói anh hùng có sợ chi ai. Cảnh sát bỏ lên xe chở về đồn bắt giam. Ảnh nói làm vậy mới là phải. Học khôn. Cái câu chuyện đó là để câu chuyện vui, nhưng mà cũng để nhắc nhở chúng ta. Qua một cái câu chuyện đó thì mình biết là mình cái gì mình cũng mình học, nhưng mà mình phải biết cuộc sống nó như thế nào. Có khi mình chữa bệnh một cách đơn giản. Quý vị biết là thường thí dụ như mình bị cảm, thì nếu mình uống thuốc cảm cũng uống vừa chừng, rồi bên cạnh đó mình cũng trợ thêm cho cái cảm của mình là bằng cách mình uống nhiều nước nóng. Rồi tối ngủ thì mình ngâm chân bằng nước nóng với muối. Hoặc là mình ho thì mình so dầu cù là với lòng bàn chân rồi mình mang vớ mình ngủ. Thì những cái cách đó là nó giúp cho mình giảm ho, hoặc là mình phải giữ ấm cái cổ của mình, ví dụ vậy. Còn ví dụ như ban đêm á, mình đừng có uống, mình đừng có ăn nhiều chất vitamin C. Những người mà người ta làm ca sĩ á, người ta muốn giữ cái giọng hát á, là người ta muốn dùng vitamin C là chỉ ban ngày chứ không có ban đêm. Thì mình dùng vitamin C nhiều quá ban đêm á thì mình sẽ mất tiếng sớm, thí dụ vậy. Thì mình học ăn đơn giản,
Mình học mua sắm đơn giản, tức là mình chỉ mua sắm những gì mình cần. Quý vị thấy cái ông hồi nãy qua kể đó, ông đi mua sắm, tại sao ông không mua cái bàn mới? Vì ông nghĩ rằng ông không có cần thiết một cái bàn mới như vậy. Cho mua cái bàn đủ cái túi tiền ông 150 đồng. Nhưng mà rồi á, khi mà về là ông được cái phần thưởng quá lớn, 70 ngàn. Mà nếu mà ông tham á, ông hơn cái đơn giản của ông chỉ nghĩ đơn giản là tôi đi cần cái bàn, cho bây giờ cái gì hơn đó là tôi không nhận, vì cái đó của người ta. Rồi cuối cùng á, cái bồi đắp lại của cái đơn giản đó là gì? Người ta tặng ông cái bàn đó bằng cách là đền ơn cho ông, bằng cách là để 150 đô trở lại bào thơ và coi như là cái phần thưởng của ông. Thì cuộc sống á, nếu mà mình sống mình chấp nhận những cái đơn giản, không có gì tiếc, không có gì tiếc hết. Cũng giống như là ngày xưa ở trong cái sách Nho, ở trong mấy câu chuyện xưa người ta kể, thì có cái ông đó, ổng là một cái người sống thanh liêm mà, thanh bạch lắm. Cho nên nhà vua nghe tin ổng sống thanh bạch như vậy, cho nên mang rất nhiều quà cáp tới tặng cho ông. Ông từ chối, ông không nhận. Thì khi mà ông không nhận như vậy thì người ta mang về, thì vợ ông mới trách, nói tại vì ông sống tốt, ông thanh liêm, cho nên vua nghe tiếng ông tốt như vậy, cho nên vua tặng quà, sao ông không nhận? Ông mới nói rằng á, vua chưa có biết tôi là ai, tôi tốt như thế nào, chỉ nghe người ta nói tôi tốt mà tặng quà. Thì cũng có ngày vua nghe người ta nói tôi xấu, vua chặt đầu, cho nên tôi không nhận. Quý vị thấy cái thông minh và cái nhĩ xa của cái người xưa là như vậy. Tự nhiên nghe mình nói, nghe nói mình tốt ta tặng, thì cũng có ngày người ta chỉ nghe thôi mà. Nghe tốt mà tin thì cũng có ngày người ta nghe cái xấu mà người ta tin. Cho nên á, hồi xưa Khổng Tử cũng vậy á, không có tài mà ở địa vị cao á là không tốt. À, công ít mà nhận bẩm lộc nhiều không tốt. Mình không có công gì hết mà tự nhiên được phần thưởng, cái đó cẩn thận. Nhiều khi cái đó là một cái sự việc gọi là tổn giảm cho mình, và có ngày mang họa. À, cũng giống như là có những người, người ta không đâu có biết thổi sáo thổi đàn gì đâu, nhưng mà ta trà trộn ở trong một cái đám người thổi sáo rất đông, cho nên ông này ông ké bao nhiêu năm trời được hưởng chung mà ông đâu biết làm gì đâu. Bữa nọ ông vua ra lệnh là bây giờ trẫm không muốn nghe tập thể, trẫm muốn nghe từng người. Tới cái giờ đó ông lẫn mất tiêu. Tại vì ông lâu nay ông chỉ ké thôi, vừa hơi thôi. Nhưng mà không, khi mà ông nghe rằng tới phiên mà mỗi người lên thì không làm được. Thế như vậy. Cũng giống như là các thầy mà đi thọ giới, thọ giới tỳ kheo cũng vậy. Ở trong cái thọ đàn thọ giới đó người ta thi, thì trong đó có cái phần thi tụng kinh. Bây giờ là cả ngàn giới tử thọ giới và bắt đầu ngồi xuống là khai chuông mở, bắt đầu bắt kinh tụng. Thì cái thầy mà giám khảo đi chấm thi, ông cầm cái microphone này nè, ông nghe tụng mà ông đưa vô, người nào á mà vẫn tiếp tục nghe tiếng người đó tụng là người đó có điểm. Mà nếu như mà đưa vô cái người đó mà không nghe người đó tụng, mà tụng hay là tụng trật ú ớ ớ là đánh rớt, đứng lên mời ra khỏi cái này để một lát tính điểm. Thi kinh, thi luật, tụng 4 bộ luật, tỳ ni sa di quan nghi cảnh sát tụng, khai chuông mở đàng hoàng tụng, mà hãy đưa cái microphone vô tới mình mà mình không thể đọc những cái tiếp tục tung chung với đại chúng là coi như mình không có điểm. À, thì mình ăn đơn giản, mua sắm đơn giản. À, rồi thậm chí cuộc sống hàng ngày của mình đi du lịch đơn giản. Đã nói du lịch mà, lịch là trải qua chỗ này chỗ kia enjoy. Mà sách Pháp Hòa nhớ mấy lần đi hành hương đó, có người đi không có nổi, vác một cái ba lô tổ bố, trong đó có gì, nào là nước nè, nào là bánh kẹo nè, nào là laptop nè, rồi phone tai nè, rồi giày, chỗ nào cần giày cao gót lấy xuống, hết cần giày cao gót lộ ra mang giày bata. Cho nên đi rất là chậm là tại vì nó nặng quá. Thì có một câu chuyện là trong một cái đoàn đi du lịch,
mọi người ai cũng đi nghĩa là thấy cả ì cả ạch, mà con cái anh đó anh đi rất là khỏe. Thì cái người kia nói sao tôi thấy anh đi sao thấy khỏe quá vậy. Ảnh nói đơn giản thôi, tại tôi đâu có gì tôi mang theo nhiều, tôi có một chai nước tôi cầm thôi khỏe. Thì cái kết luận ta nói à, cuộc sống đơn giản thì ra là mình bỏ bớt những cái gì không cần thiết, cái tự nhiên mình nhẹ nhàng. À, người Mỹ họ có đề nghị mình một cái cách cầm giấy tờ cho nó đơn giản, là những cái thẻ gì quan trọng của mình á, mình đánh máy ra. Thí dụ như social insurance của mình là số mấy, driver license của mình nói ví dụ vậy đó. Thì những cái giấy tờ mà không cần thiết mang theo nhiều đó, người ta làm một cái giấy nhỏ, cái người ta xếp, người ta ép nó lại, người ta để cái bóp cái nó gọn. Bây giờ thẻ gì mình cũng để vô hết thì tự nhiên cái bóp mình nó dày, phải không? Còn mình rút bớt một số thẻ mà không cần thiết ra, cái tự nhiên cái bóp mình nó đơn giản. Chẳng hạn như ở đây mà có cái thẻ quốc tịch đó, đâu có bao giờ mình đi đâu mà cần cái thẻ đó. Thật ra mình chỉ cần ghi cái số đó, mình cất cái thẻ đó ở cái chỗ an toàn. À, nó có những cái hộp safety box, mình để ở nhà cất giấy tờ cũng được, cho đơn giản. Hay là social insurance number, mình đâu có cần đi đâu cũng xách cái thẻ theo, đơn giản. À, người ta nói là mình cầm theo đơn giản. Nhưng mà quý vị thấy cuộc sống của mình đôi khi là mình có cái bóp thiệt là mắc tiền vậy đó, mà chỉ dở ra trong đó không có gì đặc biệt hết. Cây son, cây kiến, cây lược, xin gâm, thậm chí một nùi giấy. Không, cái bóp 7-8 ngàn, 5-7 ngàn có. Bóp rất là mắc tiền, chỉ mua để làm gì biết không? Sách thôi, sách để đựng gì? Đựng những gì không cần thiết. Đựng cái gì rất là đơn giản, rất là rẻ. Rồi trong cuộc sống của mình, để cho mình bớt đi những cái phiền não, mình cũng xin tập cái tâm của mình cảm nhận những cái gì xung quanh mình nó đơn giản. Chẳng hạn như người ta nói một câu, mình cứ nghe đơn giản thôi. Đừng có nghe mà mình bắt đầu mình ngồi mình phân ra. Mình nói trời ơi, tôi mà họ nói một tôi hiểu tới 10 á. Thầy nói như vậy là mình nghĩ là mình rất là giỏi. Nhưng mà thật sự có những lúc nó làm cho mình phiền lắm, nó khổ lắm. Tại vì mình cứ suy diễn cái lời của người ta nói. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói mời chị dùng cái này hay là cái gì đó, nói vậy chứ không có tốt lành gì đâu, nói móc tôi á. Thí dụ có những cái chuyện mà người ta nói mà bằng cái tâm rất đơn giản, mà mình không có cảm nhận bằng cái sự việc nó đơn giản. Cái người lớn tuổi á, mình cũng nên tập đơn giản cái cách suy nghĩ của mình. Có nhiều khi con cái ở đây á, sống theo kiểu Mỹ quen rồi, nói cái gì cũng ngắn gọn. Đôi khi họ nói những cái lời ngắn gọn, cái bắt đầu mình dính vào những cái câu nói đó, mình cũng khổ lắm. Tại vì mình nghĩ là con cái không có tôn trọng mình. Đôi khi không phải vậy, chẳng qua là con cái gần gũi với cái cách sống phương Tây nhiều, và đôi khi có những cách nói như vậy. Chẳng hạn như bây giờ gặp mình cái hai thầy, hai ba, hai mẹ, thí dụ vậy, thôi cũng đừng buồn chi chuyện đó. Không, nó hai cũng tốt rồi, sợ nó gặp mình nó nói 5, 6. Nói 2, 3 thôi cũng được. Tức là đôi khi mình cũng phải nhẹ nhàng, đơn giản. À, ví dụ như tiếng Việt Nam của mình đó, là mình rất là nói chuyện, dùng từ rất là kỹ. Chẳng hạn như là thưa thầy, thưa ba, thưa mẹ. Và mình nghe ai nói chuyện mà nó dùng, nó nói hi, si á, tự nhiên mình phiền lắm. Mình nói ba mẹ mà nói si với hi, mà mình cứ dính vào những cái đó mình cũng khổ. Bây giờ nó có hai cách nhớ nè. Thí dụ bây giờ mình già đó, mình lớn tuổi rồi, mình nhớ những cái quá khứ. Nhớ quá khứ để vui thì không nói gì, mà nhớ quá khứ để buồn khổ thôi nhớ làm chi. Mình tập mình buông xả đi, tự nhiên cái cuộc đời của mình, cuộc sống của mình, lẽ ra mình qua đây mình sống an nhàn, hưởng những cái phước mà mình đang có. Ngược lại á, vật chất đầy đủ nhưng mà tâm hồn mình khổ lụy, là tại vì mỗi ngày mình sống mình cứ dính mắc vào những cái hành xử, những cái lời nói. Đôi khi cũng tập nhẹ nhàng những cái đó. Có thể đôi lúc người kia có những cái hành động quá đáng, nhưng mà thôi, người ta quá đáng với mình là việc đã xong, mà mình nhớ hoài là khổ mình. À, mình khổ mình. Cho nên một cái câu mà người ta nói, khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen.
Khi mê thì bụng vẫn là bụng, thì mình cứ nghĩ cái gì xung quanh mình cái gì cũng bùng. Nhưng mà không ngờ ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Nhờ cái bùng này mà sen nó mới mọc. Đó, rồi nhờ họ nói những cái câu khó nghe, mình mới có cơ hội luyện được cái nghe và cái nhẫn của mình. Cho nên cuộc sống nhiều lúc tập đơn giản. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ ở trong một cái chỗ mình làm việc. Thôi bây giờ mình nói gần gũi là, thí dụ bây giờ mình làm việc chùa đi. Đó. Rồi mình dự định là làm vậy, nhưng mà người khác làm ngược lại. Đôi khi mình bực là mình nghĩ rằng mình đã sắp xếp vậy mà tại sao người đó làm ngược. Thật đơn giản thôi, chắc họ cũng muốn nghĩ tốt cho chung. Có đôi khi mình muốn, thứ nhất là để cái phiền lụy cho bản thân mình nó cũng hết đi, và cũng để cho nó yên thấm ở trong cái cộng đồng của mình thì thôi. Những cái gì nhỏ nhỏ mình cho qua được, mình cho qua, và cũng không có gì quá đáng. Mọi người cũng vì việc chung thôi. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, giữa vợ chồng con cái, nhất là bây giờ hai cái thế hệ, thế hệ mà gì trẻ đó, hay là thế hệ người lớn tuổi, hai cái chẳng hạn như mấy chú dịch tiếng Anh rất là đơn giản. Ví dụ như là thầy, that lady she wants you, tức là tiếng Anh rất đơn giản là như vậy. Chú đi lên chú nói thầy ơi, thầy có một cái cô cũng muốn thầy ở dưới. Trời ơi, mình nghe cái tiếng Việt cái mình lùng bùng. Ví dụ vậy. Cho nên những cái đó mình không có gì phiền á, tại vì thấy rõ là, ví dụ như bây giờ nói thầy ơi, thầy cái muỗng này nó dơ mình đem đi giặt được không? Mình nói chà, muỗng gì mình đem đi giặt. Nó dịch rất đơn giản là wash. Wash là rửa, là giặt, nhưng mà nó chỉ hiểu một chữ là giặt thôi. Mình hay dùng cái từ á, có một cái cô đó, cổ hay nói, hay cổ hay gọi người nữ với nhau, nói chuyện trong nhà, có con mẹ đó. Thì có một đứa nó lên chùa, nó đâu có biết cái chữ đó, nó nghĩ là cái con mẹ có nghĩa là đàn bà. Lên nó, thầy thầy có con mẹ nào muốn gặp thầy chứ. Pháp Hòa mình nói không có được, con không có nên nói như vậy. Nó nói ủa, không phải con mẹ là cái bà. Quý vị thấy nguy hiểm của cái, thấy không? Nhiều khi cái nghĩ của nó rất đơn giản, và đôi khi mình nói cũng đơn giản, mình nghĩ là cái chữ đó có gì đâu, thấy không? Nhưng mà nó không phải đơn giản. Thật ra mình đơn giản là gì? Mình dùng từ. Có những cái việc mình nghĩ đơn giản nhưng mà rốt cuộc nó thành ra không đơn giản. Rồi có những việc mà nó quá đơn giản mà mình lại làm cho nó phức tạp. Cho nên á, trong nhà Phật á, người ta dạy mình tu thiền bằng cách đó là nhận diện đơn thuần. Thấy hoa là biết hoa chứ đừng phân biệt nữa. Phân biệt là hoa này đẹp, hoa này xấu, hoa này thế kia, bắt đầu mình phiền lụy. Mình nghe một cô ca sĩ hát, nhận diện đơn thuần là đó là giọng hát của cô đó. Cô đó là cô đó chứ đừng đem đấy hát dở hơn cô kia. Nếu mà hai cô giống nhau thì là một. Mà đã là hai người khác thì dĩ nhiên phải có hai cái giọng hát khác. Làm sao giống nhau được? Cái này nhận diện đơn thuần. Tự nhiên cái là mình tu thiền rồi đó. Ví dụ hôm nay mình ăn xôi. Xôi bữa nay nó ngọt là biết nó ngọt thôi chứ. Xôi gì ngọt quá trời quá đất. Ngọt hơn bữa hộp. Nếu mà nó giống như bữa hổm thì nó là bữa hổm chứ không phải nó bữa nay. Để đôi khi mình tập nhận diện đơn thuần. Có nhiều khi mình trang điểm cũng đơn giản, ăn mặc trang điểm đơn giản, mà trang điểm theo cái cách tu học của mình đó là gì? Có nghĩa là đôi khi cái cách sống hàng ngày, nói năng hành xử của mình tự nhiên nó làm mình trang nghiêm và đẹp ra. Có một em bé đó, nó nói trời ơi mẹ bữa nay mẹ đẹp quá. Thì người mẹ mới nói sao bữa nay con nói như vậy? Nó tại vì bữa nay mẹ không có giận. Nó quý vị thấy nó trả lời đơn giản không? Thì hóa ra cuộc đời đơn giản là gì? Hàng ngày cái đẹp của mình là khi mình không nổi cơn giận lên, mình không nổi những cái cơn thịnh nộ lên, cái tự nhiên mình nhìn nó dễ chịu. Mà quý vị thấy có ai mà giận mà nhìn đẹp đâu? Người nào giận nhìn cũng xấu đó. Lúc bình thường thì như Quan Âm vậy đó, thấy không? Mà bực bội lên là thành Quan Công. Cầm cây chổi mà như cầm thanh long đao. Suy nghĩ đơn giản, rồi việc làm cũng đơn giản. Thì có một cái anh đó, ảnh
đi xin việc làm. Thì trên đường ảnh đi vào cái văn phòng á, thì ảnh thấy một miếng rác rớt dưới đất. Anh nhặt cái miếng rác đó anh bỏ vào thùng rác. Thì cái ông mà chủ mà phỏng vấn anh ngày hôm đó đó, anh nhận anh liền. Thì hóa ra cuộc đời đơn giản là gì? Là mình nên tập cho mình có một cái tánh tốt, thấy rác là lượm lên bỏ. Và đôi khi á, mình không có thấy, mình nghĩ rằng không ai thấy, nhưng mà thật sự ra việc lành của mình làm á, sẽ có long thiên hộ pháp, mà người ta thường hay nói hai bên giai giác. Có nghĩa là ông thiện và ông ác sẽ ghi sổ mình. Mà kinh Dược Sư á, thì gọi là có ông thần câu sanh. Trong kinh thường gọi là thần cu sanh. Cu hay câu nghĩa là cùng một lượt sanh với mình. Trong kinh Dược Sư nói khi mình sanh ra có một ông thần câu sanh với mình, tức là một ông thần đó sanh ra một lượt với mình. Thì ông thần đó là ai? Tức là nghiệp lực của mình chứ gì đâu. Ông thần đó là sanh ra là phước nghiệp của mình. Cho nên á, một cái bài kệ mà quét chùa đó có cái bài kệ như thế này: Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Siêng năng quét đất chùa am, mỗi giây phút đều sanh được cái phước huệ của mình. Tuy không khách khứa đến, nhưng mà có thánh nhân đi qua. Mình quét chùa xong mình đâu có thấy khách nào đâu, phải quét chùa. Nhưng mà thật sự có những bậc thánh nhân họ đi. Cũng giống như mình nói, nếu mà có ông chủ đứng đó, cái mình giả bộ mình lượm miếng rác bỏ liền, chuyện đó thường. Không có ai mà mình vẫn lượm miếng rác, thánh nhân thấy liền. Ông chủ đứng đằng xa thấy, cho nên nhận mình liền một cách đơn giản. Hóa ra cuộc sống đơn giản là tập cho mình có một cái tánh tốt, nhiều khi nó lại giúp cho mình rất nhiều. Cái trường hợp khác, có cái em đó làm cái nghề sửa xe. Lẽ ra thì đem xe tới là em rửa xe, em sửa xe là xong, em không có bổn phận gì nữa hết. Nhưng mà cái em này đã tận tụy với việc làm, bằng cách là sửa bộ phận xe xong, lau chùi, quét dọn xe người ta sạch. Thì cái người làm chung mới cười, nói dư hơi, làm chuyện dư thừa. Thì không ngờ cái chiếc xe mà em lau chùi đó lại là một ông chủ lớn. Ông đến, ông thấy cái sự tận tụy của người làm việc này. Mấy ngày sau ông đến và ông đã giúp cho em có một việc làm tốt. Thì ở trong cuộc sống á, cái cuộc sống đơn giản là gì? Có đôi khi mình sống, mình làm mà không cần phải gọi là thù lao, thưởng phạt gì hết. Mà tự nhiên cái người ta định nghĩa đơn giản, có khi trong cuộc sống này cứ hết lòng đối với tất cả những công việc gì mình làm. Mình làm cái gì mình hết cái tâm của mình làm đi. Rồi tự nhiên nó có những cái bù đắp lại. Có nhiều lúc trong cuộc sống mình chịu thiệt thòi một chút cũng đâu có sao. Hy sinh, trong cuộc sống này phải có hy sinh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy không, mình ngồi đây, mình tụng kinh, mình nghe pháp thoải mái. Thì trong cái giây phút này cũng có 5-7 người hy sinh đứng ở dưới bếp nấu cho mình ăn. Nhưng mà cái người đó, người ta hy sinh mà không có khổ, là tại vì nếu ai cũng ngồi lên đây hết thì lát đại chúng hưởng cái gì. Cho nên phải có vài người hy sinh ngồi dưới. Rồi một lát nữa ăn xong rồi mình ra về, có nhiều người hy sinh đứng lại rửa chén. Rồi bây giờ trong cái giây phút mình đang ngồi đây, có vài người đang hy sinh xúc tuyết, để lát nữa đường xá nó sạch sẽ. Cho nên cuộc sống này nếu chúng ta biết nhìn rộng, rồi chúng ta thấy bên cạnh cuộc sống của chúng ta có những người đang hy sinh cho chúng ta rất nhiều. Và bởi vì chúng ta thấy có những người như vậy, cho nên chúng ta lúc nào cũng nhận diện ra rằng chúng ta mang ơn rất nhiều. Và cái lễ rằm tháng 10 này cũng là một cái lễ tạ ơn. Chúng ta đưa một lời cầu nguyện, đưa một lời tri ân đến tất cả mọi loài và mọi người. Trong khi chúng ta ngồi đây thì mọi người đã đang giang tay làm rất nhiều việc cho mình. Nếu mà mình thấy như vậy á, thì mình sẽ thấy rằng cuộc sống của mình đó, chúng ta cần phải làm gì để đền đáp công ơn đó. Cho nên đó, cái ngày mà mình sinh ra đó, cái ngày mà chúng ta gọi là sinh nhật của mình đó, đúng ra chúng ta phải gọi là mẫu nan nhật. Mẫu tức là mẹ, nan là khó khăn.
Nhật là ngày, ngày mình sanh ra, và ngày đó được gọi là ngày khó khăn nhất của mẹ. Tại vì ngày đó mẹ phải đau đớn, mẹ sanh mình ra. Cho nên trong cái truyền thống á, nếu là ngày sinh nhật của mình á, mình nghĩ rằng mọi người sẽ tặng quà cho mình á, thì mình cũng sẽ nhớ là mình làm một món quà nhỏ nhỏ tặng cho mẹ. Tại vì đó là ngày mình phải nói lên cái sự tri ân của mình đối với mẹ, gọi là mẫu nan nhật ngày đó. Còn bây giờ mình sống là mình biết rằng mình có cái ơn với tất cả mọi người. Có một cái con ếch, hai con ếch nó gặp nhau. Thì một cái con ếch sống ở trong ruộng mà một con ếch sống ở vệ đường. Thì con ếch sống trong ruộng nó nói: anh ơi, tôi thấy cái chỗ anh ở không có an ổn, thôi anh về đây anh ở với tôi đi. Con ếch kia nó nói: thôi, sống ở đây buồn bã mà tôi cũng làm biếng lắm, thôi để tôi ở đây đi. Mấy ngày sau con ếch trong ruộng nó trở ra, nó thăm con ếch bên vệ đường, thấy con ếch bên vệ đường bị cán chết mất rồi. Thì người ta mới nói rằng trong cuộc sống này có đôi khi á, thấy không, cuộc sống đơn giản là làm xiên chút, mình lười chút mà hư chuyện. Pháp Hòa nói ví dụ như là ở trên Tây Thiên, đến cái mùa đông sắp đến á, là mình phải chịu khó đi lên đó xả nước trong những cái ống, để mà lỡ ngày nào mình không có lên kịp ở trên đó thì nước được khóa và xả thì không có bể ống. Có một cái năm đó ỷ y trời không sao hết, lên bể ống nước, ngập nhà ngập cửa, hư đồ hư đạc, tốn một số tiền. Thấy không? Thì Pháp Hòa mới nghĩ trong bụng mình, thấy không, mình chỉ đã là lười chút nên mình siêng chút là đâu có tốn tiền, à mình lười chút cái nó hư chịu. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trong cuộc sống này có những lúc á, mình chỉ cần lười 5-7 phút thôi mà có một cái việc rất đáng tiếc nó xảy ra. Như là có cái ông đó, ông dẫn con ông đi chơi, ông hối con ông về. Nó nói: ba ơi, ba cho con xin 5 phút nữa đi. Ông 1-2 ông hối nó về, cái nó ra, ông giận ông đi, cái nó chạy theo cái xe tổng chết. Cái thì từ đó về sau ổng mới tới cái ngày giỗ của nó, thì ổng mới nói rằng ba sẽ hứa với lòng rằng cho mỗi người thêm 5 phút. Thì trong cuộc sống có những lúc mình trễ 1-2 phút, 1-2 giây mà rất nhiều, hay là mình như thế nào đó mà do mình không có chịu hy sinh, hay là do mình không có hết lòng, thì tự nhiên sự việc nó hư chuyện. Thì nói tóm lại, hôm nay là cái mùa chúng ta cúng cái rằm tháng 10, tức là rằm Hạ Nguyên. Thì cái rằm Hạ Nguyên á, theo cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời nó có những lúc nó thăng trầm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng có những lúc nó thăng trầm như những cái Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên vậy. Cái quan trọng là chúng ta làm sao giữ được cái mức bình an của nội tâm mình. Như thế là chúng ta tới chùa và cầu an. Chúng ta tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian đều an lành, ngưỡng mong bổn sư ban an lành, hay là ngưỡng mong tam bảo ban an lành, hay là ngưỡng mong hộ pháp giúp an lành. Thì thật ra đó, hộ pháp đây là gì? Tức là những giáo pháp của Phật đem ra để trang rãi giúp đỡ cho mình. Không có tu, không có học Phật, cuộc sống của mình sẽ khổ dữ lắm. Vì chúng ta không biết cách chuyển hóa nhẹ nhàng những cái rắc rối phiền lụy trong cuộc sống. Xin lỗi đại chúng, trong nhà mình có cái thùng rác đành rồi, trong bếp có thùng rác, trong phòng ngủ mình cũng để thùng rác nhỏ nhỏ, mà thậm chí trong túi áo lạnh mình lúc nào cũng có miếng giấy. Mùa đông này là hai cái túi áo mình là hai cục giấy, mà thậm chí ăn xin găm xong rồi không biết cái miếng giấy dục đâu, bỏ con túi này luôn. Thành ra móc ra cái túi của mình, đôi khi tiền không có chứ rác nhiều lắm, phải không? Thì như vậy thì cuộc đời này á, không có lúc nào mà nó hoàn hảo. Thì thôi bây giờ mình phải tập đơn giản hóa mọi vấn đề nếu có thể được. Để làm gì? Để cho mình bình an, mình sống trong cuộc đời thăng trầm này. Nếu mình cứ khư khư một mực mà cuộc đời vẫn thăng trầm như vậy là mình khổ. Và mình phải biết lúc lên lúc tùy thuận theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta sống. Như hồi nãy mà cái ông mà học cái cách
búng búng nước vô cái cây dao để thử lửa vậy đó. Không, cái cách đó là như vậy, nhưng mà không thể áp dụng. Và trong cuộc đời này mỗi người cũng như thế, tùy hoàn cảnh, tùy con người, tùy sự việc mà chúng ta im lặng hay là cần nói. Mà nếu nói thì lúc nào nói và nói những gì. Thì như vậy, ngày hôm qua chúng ta học cái bài sám ngã niệm, tức là quay trở lại để mà nhớ nghĩ đến mình. Và ngã niệm tức là mình tại sao mình chỉ sống, mình chỉ biết phần mình mà không biết phần người. Mà đôi khi ông bà, Pháp Hòa nhớ hồi xưa ông bà ở Việt Nam dạy mình một câu như vậy nè: hễ mà được phần người thì phải hẹp phần mình. Hồi nhỏ ông bà dạy Pháp Hòa cái câu đó. Có đôi khi mình phải sống được cho người thì chắc chắn phải hẹp phần mình. Mà thôi hẹp phần mình mà người được thì đôi khi mình cũng... Và đại chúng thấy á, mình ví dụ bây giờ á, những người mà đang bạo lực ở Việt Nam, người ta leo trên nóc nhà người ta ở, ta leo lên cây người ta ở. Mà nếu mà chiếc ghe đó đi ngang mà liện cho người ta được gói mì gói mà người ta nhai sống để mà nó qua được một cơn, quý vị thấy cái niềm vui của người cầm cái gói mì. Và những lúc mình cầm một gói mì mình ăn, và thậm chí mì tươi mình luộc ăn kiểu này kiểu kia mà mình vẫn không happy, mình vẫn không vui, thì mình sẽ nhớ hình ảnh cái người ta chụp được một gói mì trên sông, trên cái sự lục lọi đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Cho nên thầy viện chủ, thầy thường nói Pháp Hòa, khi nào mà cuộc sống của mình hàng ngày mà chán chường, mà cảm thấy cuộc đời mình tu hành nó xuống dốc ha, cứ đi vô bệnh viện thăm vòng đi, về tu dữ lắm. Trời ơi, cái người kia ngày xưa một trời oanh liệt, mà bây giờ hết oanh còn liệt. Không, thành ra tự nhiên mình thấy mình như vậy. Cho thầy, nhiều lúc thầy trò ngồi nói chuyện và thầy cũng chia sẻ. Và thầy nói khi nào mà đi thăm một vòng trên biển luyện về đi, rồi tự nhiên mình thấy trời ơi, mình hạnh phúc với những cái gì mà chúng ta đang sống. Hồi sáng có một bác lên thăm Pháp Hòa, mẹ chú Minh Hòa, Minh Thuận. Bà hỏi thầy khỏe không, và hỏi bà khỏe không, mà nói khỏe, và nói thấy bà còn đứng mà đủ sức là căng dây mà làm sao mấy cây bánh tét là biết ok rồi đó. Nghĩa là cuộc sống của mình đôi khi mình không còn chặt như ngày xưa nữa, phải không? Nhưng mà ít ra mình cũng còn làm được một khoanh bánh tét, hay là mình gói được một cái bánh đó. Thăm bác Diệu Quang té mấy ngày nay, nhưng mà bây giờ vẫn còn đi đứng trong Pháp Hòa, nó thôi vậy cũng mừng. Gần 90 tuổi rồi mà té mà vẫn tỉnh táo rồi đi đứng lại được, thôi mừng. Tức là mình nhận ra những cái gì nó đơn giản, không thể nào mình như ngày xưa nữa. Thì tự nhiên cái mình làm cho mình dễ chịu, và những người xung quanh mình cũng dễ chịu. Người ta chăm sóc một người bệnh và người ta cũng nhẹ nhàng. Thôi thì hôm nay mình sống đơn giản để làm gì? Để nói lên cái sự tri ân của mình. Kiểu nào mình cũng appreciate, mình cũng tri ân hết. Một chú Phật tử ngày hôm qua ngồi chia sẻ với người Mỹ, thì cô chú mới nói rằng: tôi xin chia sẻ phần của tôi, là cuộc sống của tôi bây giờ là tôi áp dụng hai chữ. Một là accept, tức là chấp nhận. Hai là appreciate, tức là biết cảm nhận, cảm kích những cái gì mà tôi đang có. Thì hôm ấy chọc chú và nói vậy là chú là một cục pin double A. Appreciate và accept. Thì cuộc sống của mình bây giờ cũng vậy. Mình tập chấp nhận và tập biết tri ân những gì chúng ta có. Mà người Mỹ họ dùng cái câu á: if I don't have what I wish, then I will learn to be happy with what I have. Nếu mà mình mong muốn những cái gì mà không được, thì xin cho mình được sự bình an vui vẻ với những gì mình có. If I don't have what I wish, then be happy with what I have. Hay là mình nói ngược lại: if you don't have what you wish, then be happy with what you have. Được như vậy, tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn. Dù cuộc đời có thượng, trung hay hạ, tâm mình vẫn bình an với thịnh suy của cuộc đời. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay, là sống đơn giản. Và đơn giản cũng là nói lên cái sự tri ân của mình. Ai cho mình tiền khi mình không đi làm gì hết, tự nhiên qua đây có tiền già. Thôi bây giờ người kia có 1,000, mình có 800 cũng được, 800 đỡ, không có đồng nào.
Nếu một lúc nào đó chính phủ này không đủ tiền cho nữa, mình cũng không có đồng nào mình làm được gì họ. Thí dụ vậy đó, thấy không? Cho nên giờ chính phủ cho mình vài trăm, mình sống mình vui vẻ thôi cũng được. Đó là cũng cái phước của mình rồi. Thì bây giờ mình có phước nè, do đời trước mình có gieo phước, cho nên đời này mình hưởng phước. Nhưng mà hưởng đừng hưởng hết, hưởng mà biết gieo tiếp, chứ gọi là tích phước, phải không? Rồi gì nữa, bòn phước, lưu phước, và con cái của mình hay là đời này và đời sau nữa, chúng ta vẫn có phước để chúng ta hưởng. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo đói. Cho bây giờ mình có ăn, có tiền, có của, có làm được, tập bố thí, tập làm lành, tập giúp đỡ. À, mình cho người ta, mình thấy người ta vui, tự nhiên mình vui. Từ đó cái tâm hoan hỷ và việc lành của mình càng ngày càng tăng trưởng. Có nhiều người nói đi làm cực khổ tại sao phải cho. À, cái người kia lười biếng quá, có tay có chân mà không chịu làm, chỉ sợ không có cơ hội làm phước thôi. Giống như quý vị thấy ở đây nè, nhiều khi có tiền trong túi ra đường đâu có cơ hội làm phước. Nhưng mà ở cái đất quốc độ nghèo thì thiếu gì cơ hội để mình làm phước, phải không? Cho nên thôi bây giờ á, cái người ta chưa ngộ thì người ta nói là sao? Ăn hết lấy gì cho. Thôi bây giờ mình tu rồi mình nói lại, mình nói cho hết. À, người ta nói cho hết lấy gì ăn. Người ta nói cho hết lấy gì ăn. Còn mình nói ngược lại, mình nói ăn hết lấy gì cho. Tinh thần của Phật tử là vậy. Thầy chúc đại chúng an vui và lúc nào cũng tập cho mình có những cái đơn giản trong cuộc sống. Đơn giản cảm nhận, ăn uống, hành xử trong đời sống hàng ngày. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi lên núi học đạo. Một thời gian thì anh xin thầy xuống núi để anh hành hiệp trượng nghĩa. Người thầy thấy người đệ tử mình chưa đủ khả năng, nhưng mà người đệ tử nhất định ra đi. Thì cái đêm cuối cùng đó, người đệ tử lên chào biệt thầy. Thì người thầy có nói rằng thầy chưa thấy con có đủ khả năng để xuống núi một mình, nhưng mà thôi, nếu con đã muốn đi thì thầy cũng không thể cản. Trước khi đi thì người thầy có trao cho người đệ tử một thanh gươm, một cây kiếm, và đồng thời đưa cho người đệ tử một cái kiến. Cái kiến đó gọi là mê ngộ cảnh. Nếu nói đơn giản là cái kiến chiếu yêu. Hễ mà cái kiến đó, đó mà soi người nào á, thì người đó phải lộ nguyên hình. Nếu họ là yêu quái, nếu họ là thần tiên, thì mình đều biết được hết. Thì có cái bảo bối trong tay thì người đệ tử càng yên tâm hơn. Cho nên rồi đệ tử xuống núi, và suốt bao nhiêu năm trời, anh cứ gặp ai anh cũng đưa cái kiến ra anh chiếu. Thì có khi thì người đó hiện nguyên hình, thì anh mới dùng gươm đó để anh coi như là trảm tà, trảm ma. Suốt bao nhiêu năm như vậy, thì tổng cộng thời gian thì khoảng chừng 5 năm. Rồi thì 2 năm sau cùng thì anh cũng không có dùng cái kiến đó nữa, vì anh nghĩ rằng anh đủ khả năng để có thể thấy được ai là yêu, ai là thánh. 7 năm trường như vậy. Thì một hôm anh nhớ tới thầy của mình, thì anh mới trở về trên cái ngọn núi đó để thăm thầy. Nhưng khi đến nơi á, thì có một cái cặp cửa, có cái chỗ đó có hai cánh cửa đóng chặt lại, anh không thể nào vào được, mặc dù cái cửa đó chỉ là hai cây tùng thôi. Thì anh đẩy hoài đẩy không vô, thì cuối cùng anh phải ngồi lại dưới cái chân núi đó, ngay cái cổng đó ngồi chờ. Cho tới sáng ngày hôm sau thì người sư đệ bước xuống mới nhận diện ra là sư huynh của mình. Nói, ủa sư huynh về mà sư huynh không lên thăm. Nói, cửa đóng chặt làm sao ta đi được, ta nhớ ngày trước ta tới đây không có cái vụ này. Thì người sư đệ mới nói là sư phụ đã làm cánh cửa này để giảm thiểu đi những người khách không cần thiết,
Mà ai là người chân thật á, tâm lành á, thì tự động đẩy nhẹ nó cũng vô nữa. Thì cái người sư đệ mới lấy cái ngón tay á, chỉ nhẹ vô thì cái cửa mở bung. Thì ông này ông nói, vậy mà đêm hôm ta dùng cả sức lực mà không thể nào vào được cái cổng này, chẳng lẽ ta là ma quái sao? Nói dạ em đâu biết. Nói thôi bây giờ ngươi dẫn ta lên thăm sư phụ. Nói thôi bây giờ trước khi mà dẫn mình lên sư phụ đó, thì em với sư huynh lại rửa mặt ở dòng suối đi cho sạch sẽ rồi mình lên. Thì trên đường tới thì người sư đệ mới nói, ủa em nhớ hồi trước sư huynh có cái kiến, sư phụ có tặng cho sư huynh cái kiến chiếu yêu mê ngộ cảnh, sư huynh cho em coi được không? Thì người sư huynh mới sờ vào trong cái túi thì đây còn đây, tại vì 2 năm rồi không có sử dụng. Trước khi trả lời là có hay không thì cũng đưa tay vô cái túi để coi coi cái kiến còn không. Thì sờ vô cái túi, cái giỏ sách thì cái túi kiến còn. Thì lúc đó mới nói thôi bây giờ hai huynh đệ mình lấy cái kiến ra mình soi thử. Thì cầm cái kiến lên thì hai huynh đệ châu đầu vào nhau trong cái kiến đó. Thì không ngờ khi mà vừa đưa mặt hai người vô cái kiến thì cả hai phát la lên, hét lên, và người sư huynh té xỉu. Lý do là cái mặt của người sư huynh đã hiện nguyên một con yêu quái, cho nên người sư huynh hoảng hồn. Thì khi tỉnh dậy anh rất là buồn. Bao nhiêu năm trời ta xuống núi, ta hành hiệp trượng nghĩa, ta đã thành yêu quái lúc nào ta không hay. Buồn khổ quá. Người sư đệ nói thôi huynh đừng có buồn, huynh đã tới đây rồi thì hãy về lại đây với sư phụ, hãy ở bên cạnh sư phụ để được sư phụ chuyển hóa mình. Thì đại khái câu chuyện rất là tình tiết, chi tiết hay lắm. Quý vị có dịp thì quý vị có thể google câu chuyện đó quý vị đọc. Cái câu chuyện đó có cái tên là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Câu chuyện không có dài, chừng vài trang giấy thôi, nhưng mà chuyên chở nhiều cái ý nghĩa trong đó. Pháp Hòa kể thì không hết đâu, lấy cái ý thôi. Ở đây người đệ tử đó có cái lòng, nhưng mà cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta rời cái môi trường mà chúng ta quên cái sự tu tập, mà chúng ta chỉ một bề lo hành nghiệp trượng nghĩa đó. Đôi khi và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái kiến chiếu yêu, ai mình nhìn cũng thành yêu quái, cũng thành người dở hết á. Thét chập mình thành gì? Mình chính là những người đó mà bản thân mình không hay biết. Cho nên khi mình trở về mình nhìn lại cái kiến đó, tức là cái kiến đó là rọi lại. Cái kiến là tượng trưng cho một cái gì đó, nó có thể nó phản ảnh lại mình. Thì chừng đó mình mới biết là mình đã trở thành như vậy. Pháp Hòa kể câu chuyện này á, là để muốn chia sẻ với đại chúng hai câu trong Kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta bắt đầu sang phẩm thứ 3 của Kinh Pháp Cú là phẩm tâm. Phẩm đầu là phẩm song yếu, phẩm thứ 2 là phẩm buông lung. Bây giờ chúng ta bước sang phẩm thứ 3 có tên là phẩm tâm. Đầu của cái phẩm này Đức Phật dạy 2 câu kinh. Đây là câu thứ nhất, tức là câu thứ 33 trong kinh. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Đó là câu kệ và đây là cái câu trường hàng. Tâm kẻ phàm phu sao động, biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chính trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắng mũi tên. Đó là cái câu trường hàng. Mình đọc thì mình dễ hiểu, rồi mình từ đó mình hiểu được cái bài kệ hơn. Câu thứ hai là câu 34. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới,
Tâm càng vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Câu Trường Hàng: như con cá bị quăng lên bờ, sợ sệt và vùng vẫy thế nào thì cũng như thế. Các người hãy đem tâm lo sợ phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì á, chúng ta đều xuất phát từ cái nguồn tâm của mình. Thí dụ như mình thấy người ta khổ, cái mình nói tôi muốn giúp người, thì cái chữ tôi muốn giúp đó nó phát xuất từ đâu? Từ cái tấm lòng của mình muốn giúp. Mình muốn đi làm từ thiện, mình muốn làm rất là nhiều việc, cho nên tất cả những cái việc lành của chúng ta làm đều xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta muốn làm việc xấu thì nó cũng xuất phát từ cái tâm của mình muốn. Như vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì nó đều xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng mà cái tâm đó nó phải được nuôi dưỡng, nó phải được chùi rửa, nó phải được chăm sóc. Còn nếu không thì cái tâm đó nó bị lệch. Cho nên cái tâm nó phải khéo hộ trì, phải khéo nhiếp phục nó. Phá hoại, ví dụ mình muốn làm từ thiện thì cái hành động rất tốt, cái tâm khởi rất tốt. Nhưng mà mình làm rồi cái bắt đầu người ta khen ngợi cái việc làm của mình, thì bắt đầu mình dính vào cái lời khen đó. Rồi đôi khi chúng ta vì cái việc từ thiện mà chúng ta làm quá chừng, nhưng mà cái hành động thiện đó nó có xen vào cái danh ở trong đó. Và thậm chí người ta thấy mình làm thiện, người ta có thể hỗ trì cho mình gì đó, thì nó có thể nó xen vào cái lợi trong đó. Đây là một việc nhỏ thôi. Cho nên mới đầu thì cái tâm từ thiện nó rất là đoan chánh, nhưng mà từ từ nó bị tô lên, nó bị xen vào. Cũng giống như ở trong Phật giáo, thuần túy không có những cái việc tín ngưỡng nhân gian, nhưng mà từ từ trong Phật giáo rất nhiều những cái tín ngưỡng nhân gian xen vào. Cái điều đó mình nói tội thì không có tội, nhưng nếu mà ở phân tích á, thì nếu mà người ta biết rõ ràng cái này mới chính gốc Phật giáo, còn mấy cái này là phương tiện. Ví dụ như trong chùa mà cho sắc lắc xăm á, cho xin xăm á, nó không phải của Phật giáo. Cái đó gọi là tín ngưỡng nhân gian xen vào, hầu phương tiện độ số người ta thích cái vụ đó. Chứ còn thuần túy đạo Phật không có sinh xâm. Còn đối với đạo Phật á, anh làm việc tốt, anh nghĩ tốt, anh nói tốt thì ngày đó là ngày tốt, không cần coi ngày. Nếu việc làm của mình là ngày tốt, việc đó là việc làm tốt, hành động đó tốt, lời nói đó tốt, ý nghĩ đó tốt, thì tự nhiên ngày đó là ngày tốt. Thật nữa là quý vị thấy trong lịch ta coi ngày như vậy, không có cái lịch nào nói hôm nay ăn trộm được, ăn trộm giờ nào không có. Dọn nhà, dọn cửa, khai trương, sửa nhà gì đó, ta nói mấy ngày bình thường vậy thôi, chứ không có ai mà đi dẫn đi nói là ngày hôm nay ăn trộm được hết đó, hay là ngày hôm nay đánh ghen tốt. Không có. Như vậy thì với đạo Phật á, mình nói tốt, mình nghĩ tốt, mình hành động tốt thì ngày đó ngày tốt. Cho nên một năm 30 ngày, một tháng 30 ngày, một suốt cả năm đều là ngày giờ tốt hết. Nhưng mà mình xem vô cái đó làm chi? Thật ra là phương tiện. Nhưng mà nếu mà một cái vị nào đó dụng phương tiện đó mà không khéo á, thì chính cái phương tiện đó nó mình đi xa với con đường tu tập của mình. Thầy tu riết giờ thành thầy coi bói. Thí dụ mình biết chút xíu phương hướng vậy, đập phong thủy vậy đó, người ta nhờ cái riết cái lâu ngày cái mình, rồi ta làm được cái đó tốt, người ta cúng, ta tặng qua ta cúng, mà cái cúng cái lâu ngày mình thấy này có bộ được hơn làm thầy chùa,
Nghĩa là mình cũng làm thầy chùa, nhưng mà cuối cùng tướng hình theo thầy chùa, nhưng mà việc làm đó chuyện của thầy bói. Thì Đức Phật kể câu chuyện, Phật nói câu kinh này là vì sao? Vì ngay lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ xin rời chúng để đi vào rừng, mà nghĩ rằng mình có thể mình tự tu được. Rồi Đức Phật cũng không cản được. Rồi cuối cùng vị này thất bại trong cái công việc tu tập đó, trở về sám hối. Thì Đức Phật mới dạy câu kinh này: tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Tại vì cái tâm mình á, mình chưa có đủ vững để mình đứng trước gió. Giống như người yếu mà không có đủ khỏe, mà không có đủ áo mặc, mà cứ đứng trước cái gió thì thế nào gió cũng làm mình bệnh. Cho nên tại sao chúng ta, các vị hay thắc mắc tại sao người nữ đi chùa nhiều hơn nam? Mà không phải riêng chùa, phần lớn là các nơi sinh hoạt tôn giáo người nữ đông hơn người nam, nhưng mà lộn xộn nhiều hơn. Tại vì cái tâm người nữ dễ phát mà khó trụ. Phật nói là chúng sanh mình là tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ tâm lắm. Là sao? Nghĩa là mình muốn làm việc gì làm, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng lăn xả vô. Nhưng mà giận là có thể bỏ nửa chừng á. Buồn là xách giỏ đi về á. Chứ không có vững chắc như cái người nam. Người nam thì chuyện gì chuyện chứ mình đã làm việc đó làm cho rồi. Nhưng mà người nữ thì nói vậy không có phải là tất cả. Nếu mà người nữ đó mà chuyển được cái tâm đó là trượng phu chứ không phải nữ. Cho nên quý vị đừng nghĩ người trượng phu là người sáu múi hay là người phương phi. Tâm trượng phu chứ không phải tướng. Có thể tướng người nữ nhưng mà tâm trượng phu nghĩa là rất là vững chắc trên cái con đường đi của mình. Cho nên cái tâm mà hoảng hốt dao động, ở đây là Đức Phật muốn ví dụ là cái tâm mình á, muốn làm việc đó nhưng mà dễ bị. Thí dụ ha, có nhiều người nói để tôi lên chánh điện tôi lạy Phật hay là hay dọn bàn thờ gì đó, lên lúc mà không có mở đèn đó. Mới đầu cũng ngon lành lắm, nhưng mà lỡ có cái gì nó rớt xuống một cái hay có ai bước vô là hét lên đi, sợ. Cho nên cái tâm thì muốn vậy nhưng mà cái chưa có vững. Nói vậy chứ cũng còn sợ ma. Có nhiều vị cũng thích đi đám tang lắm nhưng mà không dám nhìn. Tới đám tang là đứng xa xa tụng kinh, nhắm mắt tụng suốt vậy, ai tưởng nó thành tâm lắm. Nhưng mà thiệt sự không phải thành tâm, bởi vì sợ quá. Đi thì đi nhưng mà sợ. Rồi có nhiều vị người ta có người thân mất, mà ai mà lỡ nói trời ơi kỵ tuổi nghe, là cái vị đó sợ hãi vô cùng. Không có gì đâu kỵ. Mà mình không ai nói gì hết, cái mình tỉnh bơ, mình đứng bình thường, mà chỉ cần có một người nào nói một câu thôi kỵ tuổi nghe, cho là bắt đầu tâm mình hồi hộp lên. Hôm rồi có một cô cũng đi coi cái nhà, cũng muốn mua. Mà cũng muốn mua cái nhà đó dữ lắm, cũng thích cái nhà đó dữ lắm, giá cả rồi cũng thích lắm là. Tự nhiên đi coi hướng ông thầy nó không hợp. Trời ơi, cô về cô tiếc, cái nhà cô ngủ không được mà muốn mua. Mà bây giờ nếu mà mình đã biết cái nhà đó không hợp với mình, căn cứ theo cái vụ tuổi tác đó ha, nghĩa là bắt đầu làm sao ở thì cũng mua được rồi ở, nhưng mà ở không yên. Phong Hòa mới nói cô mua đó tai nạn đâu cũng thấy, mà nội là tâm cô bất an là. Trước hết là cái tâm lý của mình nạn tai đâu chưa thấy, nhưng mà cái sự bất an, sự dao động của mình. Bây giờ mình đang ngồi mình tu vậy đó, mà chỉ cần ai nói trời ơi chị ngồi trên này hả, nhỏ dưới lầu nói lén chị quá trời luôn, là bắt đầu nói gì bắt đầu đứng dậy xuống dưới coi đi rảo coi nhỏ nào. Chứ gọi là tâm dao động. Bây giờ ví dụ như mà mình chính trực á, thì người ta có nói gì nó ồ vậy hả, tại vì mình biết. Thậm chí là ai cô đó, thôi tôi đâu rạ gì cô đó nữa, tôi đâu có lạ gì cái người đó, cho nên tôi bình thường. Thí dụ vậy. Cho nên ở đây Đức Phật muốn nói, khi chúng ta muốn làm việc gì đều phát xuất từ cái tâm. Nhưng nếu tâm đó mà chưa vững chắc
thì chúng ta về dễ bị dao động, hốt hoảng, và thậm chí chúng ta là thương. Mình không nắm được, ngay cả khi mà chúng ta là một Phật tử đi chùa hay chúng ta phát tâm làm việc thiện, thưa đại chúng, nếu mình đừng hành động, mình đừng làm gì hết á, thì sẽ không có chuyện gì. Mà nếu có thì người ta chỉ nói một chuyện thôi, thụ động. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu lăn xả thì chúng ta phải biết rằng sẽ có gió, có bụi, có những lời ra tiếng vào. Làm việc thiện chứ chưa đắc yên thân à. Tại vì sao? Người ta sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi: ủa, làm này có thiệt đi làm từ thiện không? Có tẩu tán gì số tiền này không? Vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Nếu mình là một cái người thợ làm mũi tên thì mình rất là rành rỏi về cái phương pháp đó. Cũng như thế, mình làm việc gì mình phải rành cái việc đó của mình thì mới không xe, không ai làm lay động mình được. Ví dụ mình muốn mở nhà hàng thì phải biết nấu ăn, mà phải biết rành rỏi về cái sự sắp xếp, sự quản lý một nhà hàng. Mà không biết gì hết thì người ta dễ sai xử mình lắm, dễ sai sự lắm. Mà nếu mà cái người thợ đó họ biết người chủ của mình không rành về nhà hàng thì sao? Họ sẽ có cách, họ làm eo với mình, họ làm reo với mình và làm cho mình phải dao động. Bữa nào mà thấy điện thoại họ sáng sớm là bắt đầu sợ rồi, sợ có khi nào nghĩ bất tử không, là mình chơi với. Còn nếu mình biết nắm được cái công thức nấu ăn, lỡ họ có việc đột xuất họ nghỉ, mình vẫn có thể điều hành được. Cho nên vị tỳ kheo vào trong rừng tu mà không nắm vững được cái đường lối mình tu thì dễ dao động. Rồi câu thứ hai: như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới. Đây là nói cái môi trường của con cá. Thưa đại chúng, nó có hai trường hợp. Thí dụ mình là người tu, mình không ở trong môi trường tu thì dễ làm sao? Cũng giống như con cá bị vất ra ngoài cái nước vậy thôi. Có những con nó có thể sống dưới nước, nó có thể sống trên bờ như con rùa, không sao hết á. Nhưng mà nếu mà là một con cá thì nó phải ở dưới nước, nó lên bờ là nó khô, nó chết. Thì cái người sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà rời khỏi một cái môi trường nào mà chúng ta thường lẽ ra chúng ta phải sống trong đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị lạc, chúng ta sẽ bị khô khan và chết. Ví dụ như người tu. Cho nên ngày xưa ở trong luật á, một vị nào mà là một người xuất gia thì phải ở sống ở trong chùa chứ không sống ở chỗ khác. Mà thậm chí các tổ còn nhắc á: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp á mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó. Còn một người tu mà rời khỏi cái chúng tu hành á, là người tu đó dễ bị sụp đổ. Hổ ly sơn hổ bại, con cọp mà nó lìa núi là nó sẽ thất bại. Người tu mà rời khỏi tăng thân. Hồi nhỏ lúc Pháp Hòa vô tu làm sa di khoảng 10-15 tuổi thì mình nghe được quý hòa thượng dạy câu đó, thì Pháp Hòa cũng tự dịch cái câu đó ra: cọp dù có dữ đến đâu mà xa rừng núi cũng sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân, trước sau gì cũng tiêu dần ra ma. Hồi đó 15 tuổi thôi, mình nghe quý hòa thượng dạy cái câu đó, tự Pháp Hòa lấy hai câu đó và viết thành bài thơ nhỏ nhỏ vậy đó: cọp dù có dữ đến đâu mà xa rừng núi cũng sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân, trước sau gì cũng tiêu dần ra ma, hay là tiêu dần cái tâm tu. Cho nên người tu mình phải ở dưới chúng. Tại sao? Vì có chúng mới có cái lực. Ví dụ bây giờ mình đừng nói không ai hại mình, nhưng mà tự mình cái sự lười biếng của mình nó cũng đẩy mình rồi. Ví dụ mình sống với chúng, cả chúng người ta dạy người ta tụng kinh, cái mình cũng phải dạy, chúng lại chúng dạy mà mình ngủ. Rồi giờ chúng người ta làm việc, không lẽ mình ngồi chơi. Cho nên nhờ cái lực của đại chúng vậy, cái lúc nào cũng thúc đẩy mình đi. Vì vậy cho nên cái lực của chúng nó quan trọng lắm. Mà mình làm gì phải có cái lực
Và trong đạo Phật thì hay nói là nương vào cái oai lực của nhau. Quý vị đi chùa, quý vị cũng rủ nữa, đi với tôi cho vui. Thì cái người kia chịu đi, cái là mình hăng hái mình đi, mà người kia làm biếng, cái là mình cũng biếng lười. Nhất là những đoạn đường xa, đi mà có người đi chung cái tự nhiên cũng hăng hái, lái cũng thoải mái hơn. Còn đi mình thấy thâm thẳm chiều trôi. Còn nếu có ai đi chung thì tự nhiên mình thấy đoạn đường nó ngắn lại và đi có bạn. Cho nên nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình tu mình phải có bạn, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đó là một cái môi trường. Cho nên con cá mà nó không ở trong nước mà nó văng lên trên mặt đất là nó rời cái môi trường của nó. Thì lúc đó con cá nó phải làm gì? Nó phải vùng vẫy để nó có thể làm sao đó nó sống sót. Đó là một cái chuyện. Còn Đức Phật nói cái ý thứ hai là gì? Nếu như lỡ mà mình phải rơi vào một cái môi trường không đúng thì chúng ta cũng phải vùng vẫy, tức là phải khéo léo, phải làm mọi cách để làm sao chiến thắng được với cái ma lực gọi là ác ma. Và chữ ma đây là gì? Là sự cản trở, sự ngăn che. Chữ ma đó, chữ ma là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là Mara. Mà Mara nghĩa là gì? Là đoạt mệnh. Cái gì mình bị nó đoạt mất, đó là ma. Và ví dụ như gia đình mình đang hạnh phúc, tự nhiên cái mình ghiền cờ bạc, bây giờ gia đình thất thoát tiền bạc hạnh phúc đó. Đó, ma nó đoạt rồi đó. Nó đoạt đi cái hạnh phúc của mình, nó đoạt đi tiền của mình, nó đoạt đi sự bình an xưa giờ của mình. Bây giờ con ma cờ bạc nó lôi mình rồi. Ma, chữ ma nghĩa là cướp đoạt, lại nó là diệt đi cái gì mà chúng ta đang có. Cho nên người tu là mình nói là tu đừng có để ma chướng nha. Thì chữ ma đó nó nhiều, có nhiều khi có nhiều người bị những cái thuận lợi, rồi chính cái thuận lợi quá cái mình quên nhìn lại mình. Như cái anh chàng kia đó, ảnh lúc nào ảnh cũng chiến thắng, cho nên ảnh nghĩ rằng ảnh cuộc đời này không thể thiếu ảnh. Cho nên lăng xả ảnh làm ảnh quên trở về, có những lúc ảnh phải tu luyện. Giống như hồi nhỏ mình ở trên núi, ngày nào mình cũng được luyện võ công, mà xa ra ngoài rồi thì sao? Lo hành hiệp trượng nghĩa riết thì quên có giờ tu luyện, cho nên công lực nó càng ngày nó càng dở đi. Thế là chúng hồi đó các thầy đi tu á, theo luật, theo lệ đó là các thầy thuộc kinh, phải thuộc kinh. Khi mà mình đi thọ giới là có cái phần gọi là thi thuộc kinh. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình ở thời gian nơi nào đó không kinh kể gì hết, từ từ riết cái quên. Tụng thì tụng nhưng mà không có nhớ. Sự thật là như vậy. Tại vì cái gì chúng ta văn phải ôn, võ phải luyện. Mà nếu chúng ta không ôn không luyện thì lâu ngày nó quên. Bất cứ cái gì, dù mình tụng đọc kinh hay dù mình làm việc gì đó, lâu ngày mình, nếu mình làm thường thì nó mới nhuần nhuyễn kinh nghiệm. Còn mình ít làm thì làm vô cái nó hơi lửng khửng. Vì vậy cho nên đó là cái đời sống của người tu, là mỗi ngày những công việc đó. Thì ở đây Pháp Hòa ví dụ như hồi đó mình mới qua Canada, tiếng Anh không biết, đi làm rất là khó khăn. Bây giờ mình từ một cái môi trường Việt Nam quăng mình qua một cái môi trường trại tị nạn, rồi cái mình ở đó 4-5 tháng, cái hơi dần dần quen, cái nó quăng mình qua một cái nước thứ ba nữa, cái bắt đầu sao mình giống như con cá mà bị quăng ở một chỗ khác, thì phải vùng vẫy để làm sao mình sống còn, chiến thắng, vượt được những cái khó khăn. Thì ở đây có hai cái ý đó, cái câu này là hai cái ý. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà cái tâm mình á, mà nói mà mình làm cái gì mà mình chưa có vững, chưa có rõ thì dễ bị dao động, bể phải hộ trì nó. Đừng có tin, mình chưa chứng thánh mình không thể tin tâm mình. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà Pháp Hòa hay kể là có ông quan đó, ông làm quan thanh liêm lắm, không có ăn hối lộ, không có gì của ai hết, trong sạch lắm. Cho nên cái ngày mà ông về hưu á, thì người ta mới muốn tặng quà cho ông mà nghĩ ông không dám, ông không nhận đâu. Cho nên mới tìm tới bà vợ của ông, hỏi bà ông ở nhà tuổi gì. Thì bà mới nói ông ở nhà tuổi Tý, là con chuột á.
thì người ta mới làm cái cục vàng, con chuột bằng vàng nguyên khối tặng cho bà. Nói tôi không dám đưa ông đâu, tại ông thanh liêm không có lấy gì của ai, nhưng mà chúng tôi rất là quý kính ông, cho nên ngày ông về hưu về quê ở, thôi tặng cho ông con chuột vàng tuổi của ông. Thì lúc mà làm quan không có hối lộ, cho nên tiền của cũng chừng mực thôi. Về quê mà bắt đầu sống cuộc đời lam lũ, nhưng mà ông cũng hơi ngạc nhiên là ngày nào cũng có đồ ăn ngon để ăn. Thì bữa nọ ông đang ngồi ăn, cái ông mới hỏi bà vợ: tôi cả đời làm quan không có tham lam, cho nên tiền của không có nhiều, lúc về quê tiền của cũng không bao nhiêu, mà sao bà ở đâu bà có tiền, bà cứ ngày nào bà cũng có đồ ăn ngon rồi cuộc sống cũng đỡ đỡ. Thì lúc đó bà mới nói thiệt, bà nói tôi nói mà ông đừng có la tôi nghe. Thì bà mới kể hết câu chuyện vậy đó. Người ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, nên người ta mới làm cho ông cái con chuột bằng vàng ta tặng. Về đây tôi mới cắt vàng nó ra tôi bán để nuôi cả nhà. Ông nghe xong ông đập bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi con trâu. Tuổi con trâu là bà lớn, con trâu nó bự lắm phải không? Mà nếu bà nói tôi tuổi con trâu lại giờ mình có nguyên con trâu bằng vàng rồi, bà làm bà nói chi, bà nói thiệt chi. Thật sự cả đời làm quan thanh liêm, nhưng mà nếu mình không, mình lúc đó mình nghèo khổ, mình chưa thắng được cái đời sống lam lũ đó, mình cũng có thể khởi tâm, khởi tâm. Cho nên cái câu chuyện đó mới kể Đức Phật, mới câu chuyện là câu chuyện nhân gian thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng, nó có thể mình tìm được cái nguồn ở trong đó. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật cũng có nói, mình chưa chứng thánh khoan tin cái tâm của mình. Ví dụ như mình gặp cái người đó, mình nói để đó tôi hứa tôi làm nè, và hứa nhưng mà tới hồi giận người đó rồi không làm, thậm chí chưa, người đó chưa chọc gì mình nữa, rồi nghe người khác nói một cái là bắt đầu hơi thối tâm rồi đó. Thành thử ra việc gì chúng ta làm không ai ép mình, nhưng mà trước khi mình làm gì mình phải suy xét cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, rồi khi mình đi vào công việc nào mình cũng phải hộ trì, phải khéo nhiếp. Khi mình chưa có tiền á, tự nhiên mình xài kỹ lắm, gì mình cũng cân nhắc lắm. Mà hãy có tiền cái rồi thì sao? Hơi không cân nhắc, buông lung. Thì chính những cái giây phút đó mình mới biết cái tâm của mình. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, mình không có tiền á, mình xài gì mình cũng cân nhắc kỹ lưỡng, cho nên tuy không tiền mà sao đời sống nó vẫn đủ. Nhưng mà một khi có tiền rồi là lại thiếu thốn tùm lum, là tại vì lúc đó mình sao? Mình hơi buông lung trong cái công việc đó. Đó là một cái ví dụ. Quý vị mà không có cái thẻ đi, quý vị chỉ có tiền mặt thôi, rồi bây giờ bữa nào mình đi chợ, cái mình biết trong túi mình có nhiều, cái mình liệu cơm gắp mắm. Nhưng mà bữa nào mà không có tiền đâu dám lấy, mà hãy có cái thẻ rồi là khác rồi nha. Thôi kệ đi, cà trước tính sau. Cho nên là cà thẻ. Mà cà thẻ mát tay quá, gì cũng mua, xài sợp quá, xài sợp thì dễ xẹp. Được thấy mình cà quá rồi cuối tháng nhìn cái bill cà lâm. Rồi Pháp Hòa mới thấy, ví dụ như chùa ha, mình trả tiền bill á, tiền điện, tiền nước, tiền gì là mình cũng ký là hàng tháng họ rút ở trong băng. Cho nên là mình nó vô chừng, mùa đông là nó tăng vọt lên. Thí dụ như gas là mùa đông cũng tăng nè, điện mùa đông cũng tăng nè. Mà chùa thì quý vị biết là lúc nào cũng đông đảo, người ra người vào dùng, cho nên bill là lúc nào nó cũng không bao giờ nó giống nhau. Mà tháng nào mà nó rút rồi, nhưng mà tới hồi mình nhận cái bill về, mình làm cái invoice là mình nhìn cái đó mình muốn xỉu luôn vậy đó. Là mình biết. Cho nên từ đó mình mới phải Pháp Hòa thấy, ví dụ như cái gì mình biết chừng mực. Đấy. Cũng giống như mình đi đâu mà mình không có thời gian là mình tranh thủ dữ lắm. Mà mình nghĩ mình có thời gian cái rồi là mình la cà, mình cà kê dây ngọng, cái cuối cùng nó lại trễ. Pháp Hòa bị quái vậy. Đi phi trường nè. Đi phi trường cái nhìn đồng hồ có thấy là mình là sao? Ôi còn sớm mà bắt đầu la cà đi chơi. Đi trong phi trường rảo rảo hồi cái trễ mất tiêu chuyến. Có một lần đi giảng đó, về cái có cái chú Phật tử chú đi chung. Check in rồi xong ngồi ngay cái cổng rồi, ổng thấy còn đâu khoảng nửa tiếng 40 phút vậy đó. À không, lúc đó còn khoảng chừng 20 phút à. Ổng rủ đi ăn sáng. Ông nói không chú ơi, không được đâu, mình đi là trễ.
thầy tính con đi, mình qua đây mình ăn sát bên nè, nó réo lên là mình nghe gì đâu. Ăn xong còn 5 phút lại đóng cửa bay mất tiêu. tốn thêm 150. Nhưng mà lúc đó là thấy mình thầy tu cho nên free, ông kia bị trả tiền. Cô bà mới thấy, chú thấy không, ăn có buổi sáng, ăn buổi sáng mất 200 bạc. Cho nên thường thường những cái lúc vậy cái mình nghiệm lại. Nhất những cái lúc mình thiếu kém là tại sao mình lại đủ, mà đời sống mình rất bình an, mà khi mình dư giả thì lại thiếu thốn và không an. Từ đó mình mới thấy là mình, cái tâm của mình nó phóng theo những cái mà chúng ta không bình thường. Hồi nghèo cái mình sống, có nhiều người nghèo tốt lắm, nhìn dễ thương, tới giàu cái nó hết dễ thương. Là tại sao mình bị cái tâm mình nó lôi, nó bị cái đó nó lôi. Ví dụ mình có chừng ngàn, mình nghĩ mình có triệu vậy đó. Thành thử ra mình mới thấy, từ đó mình mới nghiệm ra. Hồi mình mới làm chú tiểu mình dễ thương lắm, tại mình chú tiểu. Cái hồi mình lên đại đức rồi, cái mình đi, mình nhỏ con mà đi sao thấy nó lớn quá, tại ngước chứ đi không à. Hỏi sao vậy, đại đức rồi. Rồi cái đại hội đại đức thấy dễ thương, nó lên làm thượng tọa cái nó khác à. Cho nên nhớ những cái từ mình đi tu cũng vậy, dù là thượng tọa hay là hòa thượng gì, nó chỉ là giả danh thôi, nó là giả danh thôi. Thí dụ như ở trong Phật học đó, có cái từ thượng tọa, nó cũng có bốn dạng: cao niên thượng tọa, phước đức thượng tọa. Thí dụ như bây giờ có những người họ đúng tuổi đúng ngày cái lên, cái đó gọi là gì, cao niên thượng tọa, đúng ngày đúng tuổi thì lên vậy đó. Nhưng mà có thể đạo hạnh chưa đủ, thành thử người ta kêu mình thượng tọa là chẳng qua tuổi tác của mình, năm tháng của mình thôi. Nhưng mà nếu mà cái người đó họ trẻ nhưng mà họ có cái đạo hạnh ở trong lòng của người ta đó, họ là phước đức thượng tọa. Hồi xưa ở Việt Nam có một vị thầy trẻ lắm, nhưng mà cái đạo hạnh rất là tốt. Thậm chí quý hòa thượng gặp ông này chắc hòa thượng đời trước, mà chính quý hòa thượng còn phải quý kính. Tại vì cái vị đó, cái tâm tu tuy nhỏ nhưng mà cái đạo hạnh rất là thâm sâu, cho các vị lớn thương và quý và kính. Tại đó cái trong Phật học nó có cái trường hợp vậy đó. Mà thường hồi xưa không có cái chuyện đó, nhưng mà thời sau này khi chúng ta Phật giáo trở thành một tổ chức thì buộc lòng phải có những cái quy định như vậy, để mà nó có cái ngăn nắp, để nó có cái trật tự vậy thôi. Người tu thì không vướng những cái đó. Mà nếu mình lỡ có cái đó mà mình bị vướng nó, rồi nó lôi mình đi, thì mình biết đó, tâm mình bị dao động vì không hộ trì, mình quên cái bước đầu mình đi tu là gì. Dù mình là gì không cần biết, nhưng mà cuối cùng mình chỉ là một chức một thôi, đó là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Là người đi xin. Xin cái gì? Trên xin giáo pháp của Phật, dưới xin miếng cơm của đàn na tính tí để nuôi thân. Cho nên mình sĩ gì không biết, tiến sĩ, thạc sĩ, nha sĩ, bác sĩ gì đó. Nhưng mà đối với người tu cuối cùng, chúng ta chỉ là một người khất sĩ thôi. Hay còn nói đơn giản nữa là tu sĩ, là người tu. Mà người tu là người biết chỉnh sửa, lúc khá giả cũng thế, mà lúc nghèo và thường cũng vậy, giữ được cái mức đó gọi là hộ trì. Thì nếu mà lỡ mình bị rơi vào một cái môi trường không phải của mình, thì chúng ta phải cố gắng vùng vẫy. Chữ vùng vẫy ở đây có nghĩa là chúng ta phải phấn đấu để làm sao chúng ta sống còn ở trong một môi trường đó. Giống như một cái người xuất gia ở nước ngoài vậy đó, cái môi trường mà có được một đại chúng tăng đông đảo như ở Việt Nam hiếm lắm. Cho mình sống ở một cái đất nước mà thiếu thốn cái hình ảnh huynh đệ thì chúng ta phải phấn đấu lắm. Không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà ví dụ đời sống của Pháp Hòa thôi, đi tu từ nhỏ vô chùa, không có bạn, không có huynh đệ, không có người đồng hành, chỉ lủi thủi làm Phật sự tu. Mà nếu mà mình không có cái tâm tu mà vững, mình chưa chắc đã tu tới giờ này. Thì thường người tu là phải có bạn đồng hành, có người tu chung, nhưng mà không có. Rồi bao nhiêu năm trời trong công việc Phật sự cũng là một mình, bao nhiêu công việc. Nhưng mà nhờ cái tâm tu của mình có cái niềm tin, mình có cái con đường, mình có cái lý tưởng tu của mình, thì mình mới giữ được mình cho tới giờ phút này.
Cho nên các vị xuất gia ở ngoài này tội là vì không có. Quý vị đi qua các nước cũng vậy, chùa vô có một thầy một chùa, không có phải như Việt Nam là đông đảo thì tự nhiên nó có cái niềm vui, nó giữ được cái người đó. Các thầy Pháp Hòa quen như là các thầy bên chùa Miên nè, các thầy bên chùa Lào nè, các thầy bên chùa Thái nè, những vị mà ở các nước đó qua đây hành đạo, lúc Pháp Hòa quen lâu lâu hỏi lại cái ra đời rồi. Hỏi tại sao vậy? Buồn quá. Qua đây ở chùa không có ai phụ việc, không có ai tới lui, vì ngày thường ai cũng đi làm, rồi chỉ có cuối tuần mới vô chùa một chút thôi, rồi nửa ngày chủ nhật cúng chút rồi về hết. Cho các vị đó ở thời gian buồn quá ra đời hết trơn. Và những thầy Miên, thầy Thái, thầy Lào mẫu bà quen như bao nhiêu năm ở đây, bây giờ là cứ thay đổi là vì các vị cũ không còn nữa. Đó. Thậm chí các huynh đệ mà đồng tu với Pháp Hòa cùng một thời trước, bây giờ cũng không còn mấy người. Là vì mỗi vị có một hoàn cảnh rồi cuối cùng phải trở về với cuộc sống bình thường. Thì hai câu kinh này là câu thứ 33 và câu thứ 34 ở trong cái phẩm tâm. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm cho tâm thẳng như thợ tên làm tên. Mình làm việc của mình là một người thợ tên, mình biết cái việc của mình thì mình phải chuốt cái mũi tên. Thì cái người trí làm cho cái tâm mình thẳng, đừng có lệch. Vì mình muốn nhắm cái con đường đó đi thì trên đường đi có rất nhiều những cái nó cám dỗ. Và cái tâm đó còn được ví dụ như một con trâu vậy đó. Cho nên có một cái những người thiền sinh ta nói, sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Sáng đi đâu dẫn cái tâm mình theo, tối về đâu dẫn cái tâm mình theo. Mà cái tâm mình dụ cho con trâu đó, cho các vị mới nói sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Ban đêm cũng phải thiền tĩnh rồi vậy, sợ sao con trâu nó bị xa vời, nó xa rời cái chỗ của nó, ngại trâu lại bứt dây. Rồi khi mà cái tâm mình nó thuần rồi đó, mình mới ngồi mình trở lại với tâm mình. Chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, thì ngày nay là một ngày an vui. Sở dĩ chúng ta có được ngày an vui này là chúng ta cũng phải phấn đấu hết mình, nỗ lực. Vì cuộc đời như cái mình chăn cái tâm mình chẳng khác nào chú một đồng chăn con trâu. Nào con trâu thì nó thấy cỏ, thấy nhà sớm là nó ghé thôi, nó thấy chỗ nào có cỏ ngon nước sạch thì nó chạy tới thôi. Mà mình phải xỏ mũi trâu, mình lúc nào cũng phải kèm con trâu mình, là con trâu tâm đó. Và mỗi chúng ta là một chú một đồng. Cho nên người trí làm cho tâm thẳng. Còn nếu như trường hợp thứ hai mà mình quăng như cái tâm mình như một, ở một cái một đời sống mình ở một cái nơi mà không phải là của mình, thì phải nhiếp lắm, phải nhiếp đấu, phải nhiếp tâm lắm, phải phấn đấu lắm. Giống như con cá bị quăng lên bờ, vớt ra khỏi thủy giới, tâm càng vùng vẫy mạnh, hay hãy đoạn thế lực ma. Cái tâm của mình nó phải vươn lên, phải vững chãi lên thì mới có thể vượt được. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nó nói, người nào mà đọa địa ngục thì người đó biết, chỉ cần người đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là niệm Tam Bảo đó, tụng một niệm một danh hiệu Phật, tụng một câu kinh là niệm một danh hiệu của Bồ Tát, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà người đó phải phấn đấu lắm để ra khỏi cái địa ngục đó. Thì đó là cái ý của hai câu kinh này. Do một sự kiện là một thầy tỳ kheo vào trong rừng tu tập một mình mà Đức Phật cảm thấy chưa được, mà thầy này vẫn muốn đi, thì cuối cùng không được thành công lắm mà trở về. Thì Đức Phật dạy cho thầy này, Phật nói lên hai câu này, và hai câu này bây giờ được lưu lại trong cái phẩm kinh này để cho chúng ta cùng học tập. Thì mong đại chúng hiểu được hai câu này và ứng dụng trong cái cuộc sống tu tập cũng như đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. A Di Đà Phật.